Chương 151, Đạo Đồ Hoàn cảnh nhìn xem Lâm Quý càng ngày càng gần, trong lòng lập tức hoảng hốt. Hắn chẳng qua là sơ nhập đệ tứ cảnh, mà có thế cùng từ sư huynh đánh có đến có hội nhân vật, tu vi tuyệt đối ở trên hắn, hoảng loạn ở giữa, hoàn cảnh thấy được trường kiếm trong tay của mình. Này trường kiếm là này mộ huyệt chủ nhân phối kiếm, nên có thể ngăn cản trước mắt địch nhân mũi kiếm đi. Trong lòng nghĩ như vậy, hoàn cảnh lập tức có vài phần lực lượng, đem trường kiếm xuất võ nghền hướng lâm quý mũi kiếm một cái nháy mắt gian công phu lâm quý thiên cương trảm tà kiếm liền cùng cái kia không biết danh trường kiếm đụng phải nhất chỗ này không biết tên trường kiếm chắc hẳn chí ít cũng là bảo khí cấp bậc lâm quý đoán chừng nhất kiếm không giải quyết được liền chuẩn bị lần nữa biến chiêu đem hoàn cảnh chém giết phế đi thời gian lâu như vậy không phải là vì giờ khác này giết chết tiểu tử này sao tiểu tử để cho ta kinh lịch phiền toái nhiều như vậy, ngươi cũng nên chết có ý nghĩa. Lâm Quý thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ngay tại hai thanh trường kiếm va chạm trong nháy mắt, giòn vang tiếng về sau. Hoàn cảnh trong tay cái kia không biết danh trường kiếm vậy mà ứng thanh mà đứt. Mà Lâm Quý kiếm cũng không trở ngại chút nào tiếp tục hướng phía trước, cho đến xuyên thấu hoàn cảnh cổ họng. Cái gì? Lâm Quý mở to hai mắt nhìn. Hoàng sư đệ. Từ định thiên tiếng hô hoáng vang lên. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây cũng không có động tác, Lâm Quý kiếm còn tại hoàn cảnh trong cổ, hoàn cảnh đã sinh cơ hoàn toàn không có. Nhưng vô luận là từ định thiên hay là Lý Như Vân, lại hoặc là thái nhất môn một vị khác đệ tam cảnh đệ tử, cùng với ngộ nan Ánh mắt của mấy người đều rơi vào trên đất kiếm gãy phía trên. Tại kia kiếm gãy chỗ đứt, có một cái vải lụa lộ ra một góc ta đến trong truyền thuyết ỷ thiên kiếm sao lâm quý theo bản năng nói lại nhìn về phía trong tay mình thiên cương kiếm nhưng ta đây cũng không phải là đồ long đao a à. mang theo vài phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ lâm quý ngồi sống người xuống liền chuẩn bị xuất ra kia trương vải lụa nhưng khi hắn vừa mới chạm đến vải lụa thời điểm sau lưng liền có lực phong đánh tới đem kiếm gãy buông xuống ngươi nói không tính Lâm Quý nhanh chóng đem kiếm gãy nhặt lên, tiếp đó quay người lui qua một bên, cùng ngộ nang tụ hợp. Mà từ định thiên cũng không truy, chỉ là ẩn ẩn ngăn ở đại điện cửa ra vào trước. Ta muốn này kiếm gãy, phất trần về ngươi. Lâm Quý tiếp tục diễn lại tự mình giết người đoạt bảo nhân vật. Đương nhiên, kỳ thực cũng là hắn thực muốn biết này vải lụa lên tới đấy viết cái gì, đánh giá là hẳn là công pháp lợi hại gì hoặc là bảo tàng địa đồ loại hình. Ngươi sát ta thái nhất môn đệ tử, bút trướng này tính thế nào? Từ đình thiên hơi hiếp mắt lại, nhưng cũng không có cấp động thủ. Ta tới đây chỉ vì tầm bảo, vô ý sát nhân, vì bằng hữu nào chết bởi ngoài ý muốn, chúng ta đều không nghĩ tới này kiếm là cái tốt mã dẻ cùi, đụng một cái tự đoạn. Lâm quý sát có việc giải thích nói. Thuyết pháp này không có vấn đề gì, thậm chí từ định thiên cũng không biết nên như thế nào phản bác. Dù sau này kiếm không đoạn, hoàn cảnh làm đệ tứ cảnh thái nhất môn đệ tử, cũng không có khả năng nhất kiếm đều không ngăn cản được. Hắn tin lâm quý không muốn giết người, bởi vì tại Tương Châu, thái nhất môn nhân cũng không tốt xác. Nhưng lúc này kia kiếm gãy bên trong vải lụa mới là máu chốt. Đồ vật buông xuống, này sự thái nhất môn không truy cứu nữa, ta thả ngươi rời đi. Để cho ta xem trước một chút phía trên này viết cái gì lại nói. Lâm Quý nói. Hắn đem vải lụa lấy ra ngoài kiếm gãy tùy tiện vứt xuống một bên từ đình thiên cũng không có ngăn cản bởi vì lâm quý cũng không tốt đối phó kia vải lụa cho dù cộng hưởng cũng không có gì đương nhiên nếu như lâm quý chỉ là cái phổ thông để tứ cảnh vậy hắn tựu không có dễ nói chuyện như vậy vải lụa thượng là một bức họa họa bên trong là một người mặc trường sam giữ lại sợi râu bóng người đứng tại dãy núi ở giữa chung quanh là mây mù lượn lờ nơi xa còn có mây mưa tự miêu tả họa lâm quý có phần không giải nghe được lâm quý nói một mình một bên khác từ định thiên dường như nghĩ tới điều gì thần sắc khẽ nhúc nhích nhưng vào lúc này cảnh nhiễm thanh âm bỗng nhiên ở một bên vang lên nếu như họa vậy cái này họa liền không hội đơn giản đang khi nói chuyện công phu cảnh nhiễm đã đi tới lâm quý bên cạnh dò xét lấy đầu nhìn về phía lâm quý trong tay vải lụa hai người sát lại rất gần Lâm Quý thậm chí đều có thể ngửi được cảnh nhiễm lọn tóc hương khí. Nhưng hắn lại không có chút điểm kiêu diễm, nữ nhân này tại trực họa nhìn. Rất nhanh, cảnh nhiễm cũng thu hồi ánh mắt. Ta xem không hiểu, nhưng nên là một loại nào đó đạo. Thật sự là đạo đồ. Từ định thiên hoảng sợ nói. Lâm Quý nghe không rõ, hướng cảnh nhiễm ném đến ánh mắt hỏi thăm, chờ một lời giải thích. Cảnh nhiễm nói ra, đạo có vô số đầu, lại nhất là hư vô mờ mịt, dùng văn tự khó mà miêu tả. Bởi vậy trước mắt nhân muốn cho kẻ đến sau lưu lại tự mình đạo cảm ngộ lúc, liền sẽ dùng làm vẽ phương thức. Trong bức họa kia mang theo đạo vận, nếu như lúc nào thì có thể xem hiểu, kia để thất cảnh nhập đạo cảnh phía trước trở ngại liền quét sạch sành xanh. Nghe xong lời này, Lâm Quý lại nhìn trong tay vải lụa, ánh mắt tựu không đồng dạng. Thứ này có thể nhường tu sĩ thẳng tới đệ thất cảnh cái nào đơn giản như vậy, bất quá là cho một cái ngưỡng cửa thôi, không bước qua được có khối người. Cảnh nhiễm vừa nói, một bên lắc đầu, mà lại mỗi người đạo đều các có khác biệt, cho dù là giống nhau đạo, người khác nhau cũng có khác biệt lý giải. vậy vật này có làm được cái gì? tóm lại là cái nhập đạo con đường. Cảnh nhiễm nghĩ nghĩ, cười nói, chỉ bất quá, nếu như mượn này đồ thượng đạo vận nhập để thất cảnh, muốn đột phá để bát cảnh đạo thành vẫn còn được làm lại từ đầu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mượn người khác đạo bước vào đệ bát cảnh đạo thành cảnh. Thứ này mở ra để thất cảnh đại môn, nhưng cũng cơ hội đem đệ bát cảnh đạo thành cảnh khả năng triệt để bóp chết. Lâm Quý nghe rõ. Thứ này có thể giúp nhân đột phá đệ thất cảnh, dù là chính có nhỏ bé khả năng, cũng đầy đủ trân quý. Nhưng nghe cảnh nhiễm ý tứ trong lời nói, nàng cũng không muốn dùng cái này phương thức bước vào đệ thất cảnh nữ nhân này giả tâm không nhỏ a à. khả đệ thất cảnh tại giám thiên ti đã có tư cách trở thành du thiên quan ở thế gia bên trong đã coi là lão tổ lão tổ cho dù là đặt ở đại tông môn bên trong cũng có tư cách trở thành tông chủ lại hoặc là không thể thiếu nhất cái thực quyền trưởng lão vị trí phải biết kẹt tại đệ lục cảnh nhiều người đi có thế tấn cấp nhập đạo tuyệt đối là rất nhiều nhân suốt đời mục tiêu thứ này có thể đáng không ít tiền a à lâm quý vô ý thức nói đáng giá thứ này ngươi bán cho chúng ta tam thánh động điều kiện ngươi một mực lấy không sợ ngươi công phu sư tử ngoạm cảnh nhiễm giọng nói vừa chuyển đạo mặc dù nạn khát vọng rộng lớn nhưng cũng không có nghĩa là nạn không biết đạo này đạo đồ trân quý một bên khác từ đình thiên nghe xong lời này lại không muốn cảnh sư muội này nhân giết ta thái nhất môn đệ tử mới đoạt được này đạo đồ tiến vào di tích chết sống có số xuất di tích không truy cứu nữa, đây là các ngươi thái nhất môn quyết định quy củ. Các ngươi không phải danh xưng đạo môn lãnh tụ sao? Lợi ích trước mắt, liền không biết xấu hổ rồi. Cái này, từ đình thiên bị dựng lên đến, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Chương 152, bản thứ hai tam sinh tiền đây cũng là nổi tiếng bên ngoài chỗ xấu Người muốn cho người trong thiên hạ lập quy cũ vậy chính ngươi dù sao cũng phải tuân thủ a à? cũng không thể hưởng thụ thanh danh mang tới chỗ tốt tiếp đó tại lợi ích lớn hơn nửa phía trước lại tự mình đổi ý như vậy làm việc phục không được chúng từ đình thiên sắc mặt biến có chút khó coi ánh mắt của hắn không đoạn tại cảnh nhiễm cùng lâm quý ở giữa lưu chuyển hắn đã nhìn ra cảnh nhiễm nhìn như thò một chân vào kỳ thực là tại cấp lâm quý chỗ dựa lấy thế đè người đã không thể làm nghĩ tới đây từ đình thiên sắc mặt nhiều lần biến hóa rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu vị huynh đại này nếu như nghĩ bán đạo họa thái nhất môn cũng sẽ không bạc đãi ngươi lâm quý có phần ngoài ý muốn nhìn về phía từ định thiên vị này ngược lại là cái nhân vật có thế nguyện có thế ngành có được giảng được lâm quý tự nghĩ nếu là có nhân ở ngay trước mặt chính mình giết mình đồng bạn lớn hơn nửa lợi ích trước mắt cũng không có khả năng tâm bình tĩnh khí trò chuyện tiếp giao dịch. Thứ này ta cầm phỏng tay, mang đi ra ngoài về sau tin tức giấu không được. Lâm quý ánh mắt đảo qua cảnh nhiễm cùng từ định thiên. Nghe hai vị này ngữ khí, hiển nhiên này đạo đồ đầy đủ trân quý. Ngẫm lại cũng thế, trong thiên hạ này cái nào tu sĩ nhiều nhất? Cũng không chính là những này đại tông môn bên trong à, bao nhiêu vây ở đệ lục cảnh tu sĩ, cả đời không được tồn tiếng. Có này đạo đồ, dù chỉ là thêm ra một hai vị để thất cảnh tu sĩ, vậy cũng đã đủ để được cho kiếm lời lớn. Ngược lại thứ này lưu ở trong tay chính mình, lại không cái gì dùng. Lâm quý cự ly để thất cảnh còn xa, mà lại có nhân quả mỏng tài thu, tu luyện đến nay tạm thời đều không có đụng phải khó khăn gì, này đạo đồ hắn cầm tác dụng cũng không tính lớn. Thứ này mang theo là mang ngọc có tội, đưa ra ngoài lại có thế đổi không ít chỗ tốt. Không có gì tốt do dự. Lâm Quý đem đạo đồ gấp, nhưng cũng không thu hồi, mà là cầm ở trong tay. Tiếp đó hắn nhìn về phía cảnh nhiễm. Ta nếu như nói phải dùng thứ này đổi đạo khí. Cảnh nhiễm ngẩn người, cân nhắc một lát, nói ra, cũng không phải không được, nhưng là đổi cái gì đạo khí cho chúng ta động chủ định đoạt. Mà lại đạo khí ít nói cũng phải để thất cảnh mới năng động dùng, cho người không dùng đến không nói, ngược lại là gánh vác. Lâm Quý lắc đầu bật cười ta cũng không có ý định đổi đạo khí. Chính là muốn nhìn một chút thứ này đến cùng có thể đáng bao nhiêu, hiện tại tâm lý nắm chắc. Nghe xong lời này, cảnh nhiễm lập tức có phần dở khóc dở cười. Lâm Huynh ngược lại là rộng thoáng. Người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lâm Quý đem đạo đồ đưa cho cảnh nhiễm. Cảnh nhiễm ngẩn người, tiếp nhận đạo đồ, có phần không rõ ràng cho lắm. Lâm Huynh đây là ý gì? Lúc trước chúng ta bất quá gặp mặt một lần, một câu ước hẹn, cảnh cô nương đều có thể tới giúp ta chỗ dựa. Lâm quý cuối người hành lễ, ta tin cảnh cô nương, bởi vậy này đạo đồ liền cho ngươi. Nghe vậy. Cảnh nhiễm trên mặt nổi lên sáng tỏ ý cười, không người hoàng lễ. Lâm huynh muốn cái gì, một mực nói là được. Tố nghe tam thánh động công pháp luyện thể không phải bình thường. Lâm quý nghĩ nghĩ nói, ta hội vì lâm huynh chọn lựa một môn thượng thừa công pháp luyện thể cảnh nhiễm nhận lời rất nhanh ta kiếm pháp không lắm thông thạo hết lần này tới lần khác vừa vui thích dùng kiếm thượng thừa kiếm pháp ta hội vì lâm huynh chọn lựa một hai nói đến đây không đợi lâm quý lại mở miệng cảnh nhiễm lại nói công pháp luyện thể cần thiết đang dược ta cũng đều vì lâm huynh chuẩn bị đầy đủ ngoài ra sẽ còn dâng lên mấy món pháp bảo đầy đủ lâm quý hài lòng gật đầu giá trị của những thứ này chưa hẳn so ra mà vượt đạo khí nhưng là đối với tại lâm quý tới nói cần có nhất dùng một trương đối với mình không có gì đại dụng đạo đồ đổi này a à thật tốt đồ vật lâm quý đã thỏa mãn hai người vui sướng đạt thành giao dịch một bên khác từ định thiên chỉ có thể nhìn trên mặt ít nhiều có chút không nhịn được đợi đến cảnh nhiễm đem đạo đồ cất kỹ về sau hắn mới nói ra cảnh sư muội một trương tân đạo đồ mang ý nghĩa một cái tân đạo tam thánh động tổng không đến mức độc hưởng đi chờ ta đem đạo đồ mang về về sau lại để cho các trưởng bối tự mình thương lượng đi cảnh nhiễm lắc đầu nói việc này không tới phiên ngươi ta làm chủ nghe nói như thế từ định thiên nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì hắn phân phó sư đệ đem hoàn cảnh thi thể đeo lên tiếp đó liền cùng lý như vân cùng nhau rời đi lần này thu hoạch từ định thiên cũng không hài lòng nhưng cảnh nhiễm cùng Lâm Quý liên hợp ở cùng nhau, hắn không có nắm chắc đối phó. Đặc biệt là Lâm Quý, cho hắn tạo thành áp lực tâm lý quá lớn, không rõ lai lịch đồng thời sẽ còn thái nhất môn bắt cực công. Trên thân cả mặt hắn dạ du cảnh tu vi toàn lực nhất kiếm đều không phá được phòng nội giáp, đây ít nhất là đỉnh cấp bảo khí cấp bậc, đơn đã độc đấu hắn đều chưa hẳn có thể thắng dễ dàng, huống chi lại nhiều cái cảnh nhiễm, chỉ có thể coi như thôi. Nhưng thu hoạch cùng nhau phất trần, tóm lại vẫn tính nói còn nghe được, đợi đến từ đình thiên rời đi về sau, cảnh nhiễm cũng hướng Lâm Quý cáo biệt. Lâm Huynh, đáp ứng ngươi đồ vật, chờ ta hội tam thánh động về sau, liền sẽ sai nhân đưa tới. Thỉnh cầu Lâm Huynh tại Tương Thành Lưu thì một đoạn thời gian. Vậy xin đa tạ rồi. Lâm Quý chấp tay nói. Không cần. Cảnh nhiễm hào hiệp khoát tay áo, cũng mang theo sư để các sư muội rời đi. Chỉ là vừa đi hai bước, nàng lại dừng chân lại lâm huynh như không bàn sự cũng sớm làm rời đi nơi này đi lâm quý nhẹ gật đầu hoàn cảnh đã trừ dám thiên ti nhiệm vụ hoàn thành đồng thời còn nhiều được mấy môn công pháp chuyến này thu hoạch tương đối khá đợi đến thái nhất môn cùng tam thánh động đều đi về sau lâm quý tìm được ngộ nàng tiếp đó lại nhìn về phía đại điện bên trong tại kia dưới đài cao mấy chục cổ thi thể vô thanh vô tức nằm đại bộ phận là bị từ định thiên kia nguyên thần nhất kiếm trảm. Cũng không ít là chết tại cảnh nhiễm trên tay. Còn có một số còn sống, đại đa số đều là đệ tứ cảnh tu sĩ, nhưng cũng đều bản thân bị trọng thương. Chưa chắc sẽ chết, nhưng tóm lại là nguyên khí đại thương. Thí chủ, chúng ta cũng đi thôi. Ngộ nang bỗng nhiên nói. Lâm quý nhìn về phía ngộ nang, lại phát hiện trên mặt hắn dường như mang theo vài phần hoảng hốt. Thế nào? tiểu tăng luôn cảm thấy có chút không đúng nói một chút từ đầu đến cuối chúng ta đều không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới di tích này tin tức nơi đây là người phương nào đạo trường chúng ta hoàn toàn không biết gì cả lâm quý giật mình vô ý thức nhăn nhăn mi còn có lúc trước kia trong diễn võ trường áo đen khôi lỗi vừa mới trong đại điện cấm chế di tích này có gì đó quái lạ mà lại vừa mới cảnh cô nương cũng nói nhường chúng ta đi nhanh lên đâu ngộ nang lại nói nghe nói như thế lâm quý trong lòng cũng nổi lên một chút sợ hãi ngươi nói đúng nơi đây không nên ở lâu rất nhanh lâm quý liền dẫn ngộ nang thuận cảnh nhiễm mấy người nhân rời đi cửa động rời đi đại điện một đường hướng về di tích đi ra ngoài tại mọi người rời đi về sau cũng không lâu lắm đại điện bên trong bỗng nhiên nổi lên một chút gợn sóng lúc trước bị phá trận toa phá vỡ cấm chế, vậy mà lại một lần khôi phục. Mà lúc này trả té ở trước đài cao đông đảo tu sĩ, vô luận sống hay chết, đều tại cấm chế khôi phục một nháy mắt, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tự liền trên đất huyết tích đều thần kỳ biến mất không thấy. Trên đài cao, mơ hồ trong đó mấy đạo hồng quang hiện lên. Bộ kia khung xương càng thêm ống ánh dịch thấu. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện lên, đứng ở cấm chế trước đó chính là lúc trước cùng sau lưng lâm quý che mặt nữ nàng vuốt hạ khăn che mặt khăn che mặt phía dưới chính là mũi rất cao cùng mang theo tái nhợt cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhìn xem thượng phương xương khô nàng hít sâu một hơi một bước tiến lên trước nửa người đã chạm vào trong cấm chế nhưng này vốn nên chạm vào tức tử cấm chế lại giống như đối nàng mất hiệu nàng rất nhanh liền đi tới kia xương khô trước đó nhìn xem kia như ngọc chất nhất bàn xương khô, khóe miệng của nàng có chút cong lên. Cùng xương khô nhìn nhau sau một lát, nàng đưa tay ra, lại là vượt qua xương khô, rơi vào xương khô dưới thân bồ đoàn bên trên. Xốc lên bồ đoàn, phía dưới rõ ràng là sáu cái đồng tiền. Tạm sinh tiền. Thận trọng đem sáu cái đồng tiền thu lại, trên mặt nàng tiếu dung nhìn chung sáng lạng chút. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Thiên cơ, lần này giúp ngươi tìm tới bản thứ hai tam sinh tiền, ngươi nên như thế nào cảm ơn ta đâu. Tự lẩm bẩm về sau, nàng vừa nhìn về phía trước mắt xương khô. Đảm nhiệm ngươi tu viên ngập trời, cuối cùng còn không phải hóa thành xương khô. Lưu lại cấm chế này, muốn trọng lấy kẻ đến sau sinh cơ, để cầu kéo dài tính mạng. Thế gian này không ai có thế trường sinh bất tử, cho dù là thiên cơ, cho dù là kia tà Phật cũng không ngoại lệ. Ngươi cũng không ngoại lệ. Chương 153: Ngầm hiểu lẫn nhau. Theo trong di tích sau khi đi ra, phía Đông Triều Dương chính chậm rãi dâng lên. Đi qua trồng rã một ngày à? Lâm Quý hơi híp mắt lại, lại xoay quay đầu nhìn về phía cửa vào di tích thạch môn. Rời đi thời điểm, bọn hắn cố ý vòng qua lúc trước diễn võ tràng, bởi vậy lại gặp được mấy chỗ như phòng luyện khí loại hình địa phương. Di tích này quả nhiên là thượng cổ tu sĩ đạo trường, hoặc là nói là tông môn nhưng mà bên trong lại không có một chút liên quan tới di tích này tin tức, quá kỳ quái. Lâm quý cao mày, nghĩ mãi mà không rõ. Một bên ngộ nang thì không có này ai nhiều tâm tư. Hắn cười đều nheo lại nhãn. Lần này thăm dò, hắn thu được mấy bình đan dược, hai quyển thượng thừa công pháp, coi là kiếm đầy bồn đầy bát. Thượng cổ tu sĩ đan dược, dù thế nào cũng sẽ không phải phàm phẩm. Lâm thí chủ, chúng ta hồi tương thành sao? Ngộ Nang cười híp mắt hỏi. Đi, hồi tương thành. Lâm Quý gật gật đầu. Tới lúc này bạch từ sơn phi thường náo nhiệt, khả rời đi thời điểm, tại đây lại an tĩnh chỉ có thể nghe thấy trong rừng chim thú tiếng vang. Thực lực trên lệch đều chết tại cửa vào di tích trong thông đạo, thực lực mạnh một chút, ngoại trừ trên nửa đường chết yểu bên ngoài. Đại đa số đều tử thương tại thái nhất môn từ định thiên một kiếm kia phía dưới. Có thể còn sống suốt tới hôm nay tính toán, vậy mà mười không còn một. So với di tích, còn là tu sĩ nguy hiểm hơn một chút. Lâm Quý âm thầm lắc đầu. Ước chừng đến buổi trưa, Lâm Quý cùng Ngộ Nang liền trở về Tương Thành. Ngộ Nang cũng tại Phúc lai khách sạn mở gian phòng trên, liền ở tại Lâm Quý bên cạnh. Hắn còn phải đợi Lâm Quý cho hắn ngự phong thuật cùng phụ giao quyết bản sao. Mà Lâm Quý thì lên tiếng chào hỏi, tiếp đó tự thẳng đến Tương Thành Phủ Nha mà đi tại phủ nha cổng xác minh thân phận về sau hắn rất nhanh liền gặp được âu dương kha vừa thấy được âu dương kha lâm quý liền đi thẳng vào vấn đề âu dương đại nhân hoàn cảnh đã đền tội âu dương kha khẽ gật đầu lộ ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đem quá trình nói nghe một chút lâm quý rất nhanh liền đem di tích bên trong sự tình nói đơn giản một lần nghe xong hắn tự thuật về sau âu dương kha trên mặt nổi lên vài phần ý cười nói như vậy kia hoàn cảnh hoàn toàn là chết do ngoài ý muốn phía dưới ý của ta là tất cả mọi người cảm thấy là ngoài ý muốn là hạ quan cũng không nghĩ tới việc này sẽ như vậy thuận lợi lâm quý nghĩ khởi việc này cũng cảm thấy buồn cười kia tỷ thiên kiếm không khỏi cũng quá bất hợp lý âu dương kha lại tùy tiện hỏi vài câu biết được lâm quý đem đạo đồ giao cho tam thánh động về sau hắn cũng không nói cái gì phản đối. Chuyện này ngươi hoàn thành không sai, lại đi thôi, ta biết ngươi còn có chuyện quan trọng cuốn thân, liền không lại phân công ngươi. Nghe nói lời ấy, Lâm Quý khởi thân hành lễ, tiếp đó quay người thối lui. Thế nhưng là vừa đi ra hai bước, hắn lại nhìn không được xoay quay đầu lại hỏi nói, đại nhân, hạ quan có một chuyện không biết. Chuyện gì? Vấn đề này cũng không tính phiền phức. Vì sao đại nhân nhường hạ quan giấu giếm giám thiên ti thân phận? Này sự người khác muốn tra, không gạt được a? À? Âu Dương Kha nhếch miệng cười. Ha ha, bất quá là vì nhìn chung mặt tử thôi. Lâm Quý có phần nghe không hiểu. Còn mời đại nhân nói tỉ mỉ. Âu Dương Kha cười nói, Lâm Quý, nếu là có nhân phụng mệnh tại bên cạnh ngươi nội ứng, nhưng lại phản bội. Ngươi dám dùng này nhân a? À? Tất nhiên là không dám dám phản bội người khác, tự dám phản bội ta. Nói, Lâm Quý có phần minh bạch. Đại nhân ý tứ là, hoàn cảnh đối với Thái Nhất Môn không có giá trị lợi dụng, tùy thời có thế dùng coi hắn là con rơi. Không sai. Âu Dương Kha gật đầu, lại nói, bất quá nếu là bọn họ trắng trợn coi hoàn cảnh là con rơi cấp từ bỏ, ai còn dám lại đầu nhập vào bọn hắn? Lâm Quý hiểu rõ. Cho nên việc này từ vừa mới bắt đầu chính là giám thiên ti cùng thái nhất môn ngầm hiểu lẫn nhau. Đúng là như thế, dám phản bội giám thiên ti, chỉ có một đường chết. Mà thái nhất môn cũng chướng mắt hoàn cảnh, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất môn phái, không phải cái gì A Miu A Cẩu đi đầu quân, bọn hắn đều phải thu lại. Nói đến đây, Âu Dương Kha nụ cười trên mặt bớt phóng túng đi một chút, giữa ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn. Ở trong mắt giám thiên ti, hoàn cảnh này phản đồ phải chết ở trong mắt thái nhất môn bọn hắn thu được tình báo phía sau hoàn cảnh chết cũng thiếu một cái phiền toái nhưng người ở bên ngoài nhìn đến bất quá là thái nhất môn tu sĩ chết bởi ngoài ý muốn lâm quý nhìn không được cười lên sự tình giải quyết đại gia trên mặt mũi đều không có trở ngại chính là như vậy ngẫm nghĩ một lát lâm quý lại hỏi này sự nhờ vào hoàn cảnh thân phận là bảo mật nếu là có dám thiên ti nhân công nhiên phản bội kia lại muốn như nào sẽ không âu dương kha lại lắc đầu không có nhà ai thế lực hội cùng dám thiên ti vạch mặt cho dù đều có ý định này nhưng cho dù là thái nhất môn cũng không hội nguyện ý làm cái này chim đầu đàn chí ít trước mắt là như vậy nghe vậy lâm quý không người là hạ quan nhiều lời âu dương kha khoác tay áo nhường lâm quý không cần để ý tiếp đó lại bưng lên trên bàn bát trà lâm quý hiểu rõ hành lễ về sau liền lặng lẽ lui ra rời đi phủ nha về sau lâm quý sắc mặt âm trầm nhân tiểu gặp đại nhìn phiến diện theo món này tiểu sự bên trong hắn liền có thể nhìn ra được tại này tương châu tông môn thế lực đã cực lớn đến loại tình trạng nào tựu liền dám thiên ti đều phải thận trọng ứng đối việc này muốn là đặt ở kinh châu lương châu dám thiên ti quả quyết sẽ không như thế phân rõ phải trái mà nên là ngươi dám giết ta người ta tự dám diệt ngươi môn như vậy trách không được lúc trước ta làm việc cũng chưa che lấp âu dương kha lại lời thề son sắc để cho ta không cần lo lắng bại lộ thân phận nguyên lai hoàn cảnh đã bị thái nhất môn cấp từ bỏ việc này nói không chừng tự liền từ định thiên trong lòng đều có hạn lâm quý nghĩ khởi tại di tích bên trong hoàn cảnh sau khi chết từ định thiên đột nhiên giận dữ tiếp đó cũng chỉ thế thôi lúc ấy Lâm Quý còn tưởng rằng là cảnh nhiễm cho hắn chỗ dựa nguyên nhân. hiện tại xem ra, Từ Định Thiên chỉ sợ diễn kịch thành phần muốn càng nhiều, khả năng lúc ấy liền đã hoài nghi hắn là giám thiên tiên người. hắn lại nghĩ tới về sau Từ Định Thiên xem như cái gì không có phát sinh, nói với hắn đồ chuyện giao dịch. hiện tại xem ra, gia hỏa này cũng không giống mặt ngoài như vậy hiên ngang lẫm liệt, ngược lại tâm cơ rất sâu. là cái nhân vật, cũng không lâu lắm. Lâm Quý liền trở về khách sạn. Tiến nhập gian phòng của mình về sau, hắn đầu tiên là thay quần áo khác. Phía trước cấp gáp đến cấp Âu Dương Kha bẩm báo, bởi vậy hắn xuyên còn là tại di tích bên trong trường Sam. Trường Sam này ngực đã hư hại một phần hai, là bị cảnh nhiễm đôi kia ngân luôn giấu vết lưu lại, một bên khác thì phá vỡ nhất cái lỗ nhỏ, là từ định thiên vết kiếm. Lúc ấy Lâm Quý chính là mượn miễn cưỡng ăn từ định thiên nhất kiếm, mới thuận thế đến đến hoàn cảnh phía trước. Lâm Quý cởi quần áo ra, lấy ra nhân quả bộ. Không hổ là nhân quả bộ, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lâm Quý đã sớm biết nhân quả bộ đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, nhưng là mượn cái đồ chơi này đến làm tấm thuẫn sử, hắn còn là lần đầu tiên. Lúc ấy hắn một bên khác quần áo tổn hại địa phương lộ ra lưu ly bảo giáp. Bởi vậy chỉ sợ tất cả mọi người cảm thấy là nội giáp chặn từ định thiên kiếm nhưng chỉ có chính lâm quý rõ ràng, lưu ly nội giáp nhiều lắm là cũng liền cản cản đệ tứ cảnh tu sĩ tiến công, quả quyết không ngăn cản được từ định thiên toàn lực nhất kiếm. Nếu là không có cái này nhân quả bộ, hắn chưa hẳn có thể thuận lợi thoát khỏi từ định thiên, vọt tới hoàn cảnh phía trước. Đương nhiên cũng chưa chắc có thể hù dọa từ định thiên, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 154: Chung gia. Lâm Quý thay quần áo khác về sau, đem nhân quả bộ cùng với tùy thân một chút tiểu vật kiện cất kỹ, tiếp đó liền ngồi xếp bằng trên giường, rất nhanh liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Đêm khuya. Trong phòng bỗng nhiên thổi lên chậm chậm gió nhẹ. Lâm Quý ngồi xếp bằng trên giường, phía trước thì là đã mở ra phù giao quyết công pháp. Sau một lát, hắn mở choàng mắt, trong mắt mơ hồ hiện lên một đạo lam lục giao nhau hào quang lên lâm quý nhẹ giọng mở miệng sát theo đó cả người hắn tự duy trì ngồi xếp bằng tư thế chậm rãi từ trên giường trôi nổi chỉ là rời giường hai ba tấc không đến nhưng lại đích đích xác xác là phù không lâm quý trên mặt nổi lên nụ cười hài lòng toàn bộ nhân lại rơi xuống không sai này phù giao quyết mặc dù có chút trường trà phục tạp nhưng ta tới nói không đáng giá nhắc tới chỉ là một ngày không đến cũng đã đem chi học thành nguyên bản lâm quý trả cảm thấy này phụ giao quyết môn tường khá cao chưa hẳn có thể như phía trước những cái kia công pháp cùng với thần thông như thế liếc mắt nhìn liền biết nhưng sự thật chứng minh trước đây dùng nhân quả bộ lấy được khí vận tăng thêm xa xa so lâm quý nghĩ còn cường đại hơn lâm quý xoay người xuống giường đẩy ra gian phòng cửa sổ toàn bộ nhân nhảy lên mà xuất sau đó liền một trận gió nhẹ đem hắn thân thể nâng lên càng bay càng cao ngự không mà đi tốc độ cũng không tính nhanh trả không bằng lâm quý dùng hai chân đi đường lâm quý ở giữa không trung lượng một vòng về sau liền không có hứng thú lại về tới trong phòng nhìn tới vẫn là được đệ ngũ cảnh dạ du cảnh về sau này phụ giao quyết mới có thể hiển hiện nên có hiệu quả hắn có thế rất rõ ràng cảm giác được này phụ giao quyết càng nhiều hơn chính là phụ trợ đợi đến hắn đột phá đệ ngũ cảnh Bản thân liền có thể ngự không về sau. Lại thi triển này phù giao quyết, tốc độ nên có thể siêu việt cùng cảnh giới tu sĩ không ít. Mà hôm nay hắn dùng phù giao quyết ngự không, này công pháp hơn phân nửa hiệu lực đều rơi vào đem hắn nâng lên phía trên, tốc độ đương nhiên sẽ không quá nhanh. Rất nhanh, Lâm Quý lại một lần ngồi xếp bằng tại trên giường. Thần thức nội thị. Vùng đang điền nguyên thần hình thức ban đầu tựa hồ ngưng luyện một chút theo nguyên bản tròn trịa một đoàn sương mù, nhiều hơn ngũ cái nhô lên, toàn bộ nguyên thần nhìn có vài phần hình người. Đồng thời, Lâm Quý cũng có thể cảm giác được, thể nội linh khí ở trong kinh mạch du tẩu thời điểm. Đã xuất hiện vài phần rất nhỏ ngưng trệ cảm giác. Cảm giác này hắn rất quen thuộc, đây là linh khí tràn đầy, kinh mạch muốn khó mà dung nạp tình huống. Cự ly đệ ngũ cảnh càng ngày càng gần, chỉ cần chờ nguyên thần thành hình, ta liền tùy thời có thể dùng đột phá, trở thành dạ du cảnh tu sĩ lâm quý hơi có chút phấn chấn thầm nghĩ sát theo đó thần trí của hắn lại tới nơi ngực kia một đoàn hắc khí so trước đó dường như bành trướng vài phần tiêu hao hắn sinh cơ tốc độ cũng càng nhanh lâm quý vô ý thức nhăn nhăn mi này ta phật ấn sẽ còn theo ta tu vi tăng trưởng mà mạnh lên nói như vậy ta phía trước suy nghĩ đột phá dạ du cảnh về sau tăng trưởng thọ nguyên đến triệt tiêu nó ảnh hưởng có thể sẽ trở thành nói suông đây không tính là tin tức tốt gì nhưng là lâm quý xem chừng cho dù dùng tốc độ bây giờ hắn nên cũng còn có hai năm tả hữu thời gian mới có thể bị này tà phật ấn sinh sinh mài chết không vội vẫn chưa tới cấp bách thời điểm làm kéo dài chứng người bệnh cho dù là việc quan hệ tài sản của mình tính mệnh vậy cũng phải sự đáo lâm đầu mới có thể hoãn kiểm tra một phen tình huống của mình về sau lâm quý liền xuống giường Đem phụ giao quyết cùng ngự phong thuật hai quyển công pháp đều lấy ra ngoài. Lại từ dưới lầu muốn giấy bút, bắt đầu sao chép hai quyển công pháp. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Quý cầm hai quyển công pháp bản sao tìm được ngộ nang. Đây là đưa cho ngươi, muốn hay không dùng nguyên bản so sánh một cái. Lâm Quý đem bản sao đưa tới. Hắc hắc, đa tạ lâm thí chủ. Ngộ nang tuét miệng đem bản sao cất kỹ, so sánh thì không cần tiểu tăng tin được lâm thí chủ làm người. Hắn không lo lắng chút nào lâm quý sẽ ở bản sao bên trong động tay chân. Lâm quý đối với phần này tín nhiệm rất được lợi, lại hỏi, kia lệ đại long đâu? Hai ngày này ngươi gặp hắn sao? Nên dưới lầu uống rượu đâu? Ngộ nang nghĩ nghĩ nói. Ngay tại dưới lầu. Lâm quý có phần ngoài ý muốn. Ngộ nang gật đầu nói, dù sao cũng là hai quyển thượng thừa công pháp, ai cũng không yên lòng tên kia hôm qua liền tìm tới cửa, cũng ở tại nơi này trong khách sạn. Vậy liền cùng một chỗ đi xuống đi, đừng để hắn sốt ruột chờ. Lâm Quý cùng ngộ nang một đường tới đến lầu một trong đại đường. Quả nhiên, lệ đại long an vị tại nơi hẻo lánh, phía trước trên bàn chỉ bày biện một bầu rượu, toàn bộ nhân uống say say say. Bất quá nhường hắn nhìn thấy Lâm Quý thời điểm, hắn vội vàng vận chuyển linh khí, trên người chến choáng trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh tiền bối hắn khởi thân đón lấy đừng gọi ta tiền bối ta họ lâm lâm quý liền vội vàng lắc đầu lâm tiên sinh lệ đại long đổi giọng đổi rất nhanh tiếp đó liền trơ mắt nhìn lâm quý lâm quý hai bản sao đưa tới đây là đáp ứng ngươi nếu như lo lắng ta ở bên trong làm tay chân ta có thể cho ngươi so sánh nguyên bản không cần không cần ta tin được lâm tiên sinh Lệ Đại Long coi như Trân Bảo đem bản sao cất kỹ, lại nói cảm ơn liên tục. Đa tạ Lâm Tiên Sinh khẳng khái, ngày sau nếu là có cơ hội, hoan nghênh Lâm Tiên Sinh đến ta Đại Đao Sơn Trang làm khách. Thoại âm rơi xuống, Lệ Đại Long liên tục hành lễ về sau. Liền bước nhanh rời đi. Lâm Quý cùng ngộ nang thì thuận thế ngồi ở lúc trước hắn trên bàn. Hỏi tiểu nhị muốn một bàn thịt rượu về sau, Lâm Quý đối với ngộ nang hỏi, ngộ nang, về sau ngươi chuẩn bị đi đâu? không biết tiểu tăng vốn là tại cửu châu các nơi du lịch đi đến nào tính đâu ngộ nang lắc đầu hỏi ngược lại thí chủ đâu ta nhìn thí chủ không phải tương châu nhân sĩ là tới đây làm việc không phải làm việc mà là một ít chuyện riêng lâm quý lắc đầu chờ cảnh nhiễm sau khi đến ta liền muốn rời đi tương thành đến lôi vân tự lôi vân tự ngộ nang có chút nhíu mày là cái kia tại tương châu phía nam mới mở lại không lâu lôi vân tự sao. Ngươi cũng nghe qua. Hắc hắc, phía trước gặp qua một chút tự xưng đến tự lôi vân tự hòa thượng, thú vị cực kỳ. Là những cái kia tại các nơi hóa duyên, cũng miệng nói bố thí hòa thượng. Thí chủ cũng đã gặp. Đúng vậy a, à, mở rộng tầm mắt tới. Lâm quý nhìn không được cười ra tiếng. Hóa duyên liền hóa duyên, nói cái gì bố thí cấp bách tính tích đức cơ hội, không khỏi quá không muốn mặc chút mỗi lần nghĩ khởi việc này lâm quý vẫn cảm thấy hoang đường buồn cười ngộ nang lại nói ra dù sao tiểu tăng cũng không có chỗ đi không bằng cùng thí chủ một đạo lôi vân tự đi lâm quý tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý này tiểu con lừa trọc thiên phú xác thực không hợp thói thường mặc dù có chút tâm hắc nhưng lâm quý đến không sợ hắn mang theo trên người không phải chuyện gì xấu ngay tại hai người nói chuyện công phu bỗng nhiên có mấy người xông vào khách sạn. Những người kia khí thế hung hung, vừa tiến đến về sau, không nói hai lời chính là một thỏi bạc đập vào trên quầy. Không đợi trưởng quỷ nói chuyện, bọn hắn lại dán một trương bố cáo tại khách sạn đại sảnh chỗ dễ thấy nhất, tiếp đó liền vội vàng rời đi. Một màn này nhường lâm quý cùng ngộ nang đều có chút hiếu kỳ. Nhìn xem trưởng quỷ kia cười đến không ngậm miệng được bộ dáng, lâm quý hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Trưởng quỷ, vừa kia cái gì tình huống? Chưởng quỷ trong tay trả cầm ngân nguyên bảo, nhếch miệng cười nói, chung gia nhân, đoán chừng là lại phải gả bọn hắn gia kia tinh nghịch khuê nữ đi. Chương 155, Luận Võ Chọn Rễ Trung Gia Lâm Quý loáng thoáng cảm thấy có phần quen tai. Sát theo đó, nhất cái giả tiểu tử hình tượng ngay tại trong đầu của hắn hiện lên đúng tại đây là tương thành chính là chung gia sở tại địa chung tiểu yến đùa nghịch một tay ly hỏa cũng không chính là đến tự đại danh lừng lẫy tương châu chung gia lâm quý lập tức hứng thú chung tiểu yến chuyện này tiểu tử mặc dù luôn luôn cùng hắn không hợp nhau có lúc trả đùa nghịch điểm ngạo kiều tính tình nhưng là lâu như vậy không gặp lại còn thật có vài phần tưởng niệm chưởng quỷ nói rõ chi tiết nói lâm quý vẻ mặt bác quái mà hỏi trưởng quỷ dường như cũng biết lâm quý là quý khách mà lại lại bởi vì lấy không một thỏi bạc nguyên nhân hiển nhiên tâm tình không tệ bởi vậy trò chuyện tính đại phát hắn ngồi xuống lại để cho tiểu nhị lấy ra một bầu rượu tiếp đó mới nói ra này chung gia cũng là chúng ta tương thành đại gia tộc nhân vật ở bên trong cái đỉnh cái lợi hại liền nói chung gia gia chủ chung kỳ luân đây chính là đệ lục cảnh đại tu sĩ gia chủ đều là đệ lục cảnh Lâm Quý lúc này là thật kinh ngạc, trưởng quỷ, ngươi không phải tu sĩ, làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Ta tại này khai khách sạn mở mấy chục năm. Tin tức gì chưa nghe nói qua? Hắc hắc, không phải ta thổi, trong thành này sự tình tìm ta nghe ngóng, sau khi nghe ngóng nhất cái chuẩn. Mang theo vài phần tự ngạo, trưởng quỷ tiếp tục nói, chung gia dùng gia truyền ly hỏa truyền thừa lấy xưng, nhưng này ly hỏa cũng là muốn nhìn thiên phú, chung kỳ luân dưới gối không con, chính có hai cái khuê nữ. Đại nữ nhi năm nay hai mươi mấy đi, đáng tiếc không có kế thừa ly hỏa thiên phú, thế là được đưa đến thái nhất môn đi tu luyện, tính toán thời gian cũng có tầm mười năm. Nhị nữ nhi ngược lại là không chịu thua kém, thiên phú cực dai, lại kế thừa ly hỏa, đáng tiếc là. Nhà đầu này từ nhỏ đã không thế nào nghe nàng cha, chín tuổi thời điểm tự dám mang theo nhà hoàng rời nhà trốn đi, vừa đi chính là vài tháng lớn gan như vậy, cha nàng không tìm, Lâm Quý hiếu kỳ truy vấn, như thế nào không có tìm? Năm đó toàn bộ tương châu đều bị Chung gia cấp làm lộn tung lên, ngài đoán cuối cùng làm gì? Làm gì? Lâm Quý hợp thời vai phụ. Ha ha, cuối cùng tại Chung gia hậu viện hầm tìm được, tiểu nha đầu kia Sửng sốt trong hầm ngầm ẩn giấu hai tháng, cuối cùng bị cha nạn một trận tốt đánh. Lâm Quý nhấp ngừng miệng, cố nén ý cười nghe giống như là Trung Tiểu Yến kia tiểu nha đầu sẽ làm sự. Trưởng quỷ vừa chỉ chỉ chỗ cửa lớn vừa mới bị dán lên bố cáo. Khi bố cáo ta không nhìn đều biết, nhất định là Trung Gia chiêu rễ sự tình. Ồ! Lầm quý ánh mắt đảo qua bố cáo, quả nhiên chính như trưởng quỷ nói, Trung Gia muốn chiêu con rể tới nhà. Việc này một năm trước tự phát sinh qua nhất lần, bất quá kia nha đầu lại chạy, việc này thế nhưng là nhường Trung Gia mất đi thật là lớn mặt, nghe nói đoạn trước thời gian mới đem người bắt trở lại. trưởng quỷ thấp giọng cười nói, hy vọng lần này chung gia nhân có thể coi chừng kia nha đầu đi. mấy người trưởng quỷ rời đi về sau. ngộ nan bỗng nhiên hỏi, lâm thí chủ nhận ra kia chung gia nhị tiểu thư. tính toán nhận biết đi, nàng trước đây ở dưới tay ta làm qua sự. dừng một chút, lâm quý phát hiện ngộ nan mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, lại lắc đầu. là nhất đoạn nghiệt duyên. ô có thể nói tỉ mỉ một chút không? Ngươi gặp qua dám viết thư chửi mắng người lãnh đạo trực tiếp yêu bộ sao? kia nha đầu tự dám. Lâm Quý bưng kín mặt, khi đó ta đã thăng nhiệm lương châu tổng bộ, ngươi nói một tiểu nha đầu phiến tử ở đâu ra đảm. Có thể là nàng để lục cảnh cha cho nàng a. À? Ngộ nàng hiếp mắt nói. Cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Lâm Quý liếc mắt. Cũng không lâu lắm, thịt rượu tự đi lên. Ăn cơm công phu, ngộ nang lại nói, kia bố cáo đã nói là luận võ chọn rễ, vị kia chung gia nhị tiểu thư tu vi gì. Lúc trước thấy lúc, đã là đệ tam cảnh, hôm nay nên có phần trướng tiến vào đi. Lâm quý nghĩ nghĩ nói. Nhiều đại. Ngộ nang lại hỏi. Đại khái 17-18 tuổi đi. Như vậy thiên phú, cũng không thể tìm cái niên kỷ quá lớn. Khả hơn 20 tuổi tựu đệ tam cảnh tu sĩ, rất có tiền đồ, ai sẽ đến cấp chung gia đương người ở rễ. Lâm Quý nghe xong lời này, cũng cười đến hiếp cả mắt. Như thế, mà lại kia nha đầu sẽ còn ly hỏa. Ta thế nhưng là thấy tận mắt, quỷ tướng ở trong tay nàng đều ăn phải cái lỗ vốn, bình thường khai linh cảnh tu sĩ đi cũng đánh bất quá nàng. Ngộ nang trồng mắt đi lòng vòng. Việc này giống như rất có việc vui. Là rất có việc vui, đến lúc đó Lâm Quý cùng ngộ nang nhìn nhau nhất tiếu. Tại trong khách sạn chờ lấy cũng là chờ lấy, không bằng náo nhiệt. Ba ngày thời gian, Lâm Quý đều đợi tại khách sạn tu luyện. Đợi cho chung gia luận võ chọn rễ kia ngày, Lâm Quý cùng ngộ nang sáng sớm liền rời đi khách sạn, kết bạn đi tới tương thành trung ương trên quảng trường. Nguyên bản quảng trường trống trải đã bị dựng lên lôi đài. Lúc này còn là buổi sáng, nhưng là chung quanh đã bắt đầu có đám người tụ tập có chung gia hạ nhân tại hiện trường duy trì trật tự, thậm chí còn thân thiết chuẩn bị trái cây điểm tâm cấp xem náo nhiệt dân chúng. Đến vào lúc giữa trưa, chung quanh lôi đài đã đầy ấp người. Tại phía sau đám người, bỗng nhiên nhất trực bạo động. Tới, chung gia tiểu thư xuất đến rồi. Nghe được không biết đạo ai tiếng hô hoáng, lâm quý cùng ngộ nang vội vàng quay đầu. Tiếp đó bọn hắn liền nhìn thấy đám người tự động chia cắt ra, nhất cái to con trung niên nam nhân đi đầu đi tới, trong tay thì nắm lấy bên cạnh cô nương cánh tay cô nương kia một thân áo đỏ eo nhỏ nhắn một chùm đùi ngọc tách nhẹ ngũ quan linh lung tinh mỹ dáng người châu viên ngọc nhuận chính là áo đỏ sa mỏng như hoa diễm mắt phượng mày liễu xinh đẹp giai nhân không phải chung tiểu yến còn có thể là ai lâm quý còn là lần đầu tiên gặp chung tiểu yến dạng này nữ tử cách ăn mặc trước đây nha đầu này luôn luôn một thân nam trang hôm nay bỗng nhiên gặp nàng vẽ lông mày họa tóc mai khinh thi phấn trang điểm, thân mang nữ váy, trong lúc nhất thời vậy mà cũng cảm nhận được vài phần kinh diễm. Nhưng là phần này kinh diễm cũng nhanh tự bị chung tiểu yến thanh âm đánh gãy. Ta không gã, ta ai cũng không gã. Chung tiểu yến cố gắng giãy dụa lấy, nhưng là cánh tay bị phụ thân cấp níu lại, nàng vô luận như thế nào đều khó mà tránh thoát. Hừ. Ta ngày bình thường đối với ngươi còn là quá nuông chiều chung gia gia chủ chung kỳ luân đối với mình tiểu nữ nhi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau năm đó ngươi nói muốn gã tuổi trẻ tài tuấn to lớn tương châu ít có tuổi trẻ thiên tài ta đều chào hỏi về sau ngươi lại đổi ý ngươi cũng đã biết ta sai nhân nhận lỗi hoa bao nhiêu bạc cái này thì cũng thôi đi lại về sau ngươi còn nói muốn tỷ võ chọn rể lão tử tiền cũng hoa trận thế cũng bày ra tới ngươi nhân nhưng không thấy Ngươi để ngươi cha ta tắm mặt mo này để nơi nào? Chung kỳ luân nại ép lôi kéo, quả thực là đem chung tiểu yến kéo tới trên lôi đài. Luân võ chọn rễ cũng là trước ngươi nói, lần này ngươi tốt xấu được tìm cho ta cái hiền tế xuất đến. Nói đến đây, gặp chung tiểu yến kìm nén miệng, chung kỳ luân lại có chút bạn phụ ở hắn thần trọng dò xét phía dưới lôi đài người đông nhìn nghiệp, tiếp đó hạ giọng. Nhà đầu ngươi có thể thực hiện giúp đỡ đi, nhà ta coi như chỉ vào ngươi nối giỏi tông đường muốn là ly hỏa tại ngươi này đứt trễ. Cha ngươi ta như thế nào đối mặt chung gia liệt tổ liệt tông? Vậy ngươi tái sinh nhất cái nha. Chung tiểu yến khí đạo, ta không ngại ngươi cho ta tìm thêm vài cái di nương. Chung kỳ luân đột nhiên giận dữ. Hỗn trướng. Lần này vô luận như thế nào, ngươi cũng được cho ta gả. Ta ngay tại này chầm chầm vào, nhìn ngươi còn có thể chạy đến đâu đến. Thoại âm rơi xuống, Trung Kỳ Luân không quan tâm Trung Tiểu Yến, mà là hướng về phía phía dưới lôi đại chấp tay. 30 tuổi dùng hạ, ai có thể đánh thắng ta bảo bối này khuê nữ, chính là ta Trung gia hiền tế, kim ngân tài bảo, tài nguyên tu luyện tất cả dân lên. Chư vị mời. Nghe nói như thế, Trung Tiểu Yến ở một bên biểu môi nói, vậy nếu là không ai có thể đánh thắng ta đây. Vậy liền tiếp tục đánh, mỗi ngày đánh, đánh hắn 10 năm 20 năm. Trung Kỳ Luân trừng mắt phía trước liền nói ngươi tuổi mụ mới thập bát đánh tới ba mươi tám lão tử đều có thể tiếp nhận này hai mươi năm lão tử cái gì đều không làm tự mỗi ngày bồi tiếp ngươi tại chiêu này hôn trên lôi đài nháo kịch dẫn tới đám người vây xem trận trận bật cười lâm quý cùng ngộ nang cũng nhịn không được phốc có công phu này tái sinh vài cái không phải tội gì khó xử khuê nữ của mình đâu ngộ nang cười nhẹ nói có lẽ là lực có chưa đến đi lâm quý ác ý suy đoán để lục cảnh nhật du cảnh tu sĩ cũng sẽ như vậy cái đồ chơi này cùng tu vi có quan hệ gì chẳng lẽ lại hành phòng sự thời điểm trả được đem linh khí tụ tập đến đồ chơi kia thượng nghe được lâm quý lời này ngộ nang lại mở to hai mắt nhìn hiếu kỳ nói tiểu tăng chưa nhân sự lại là không hiểu những này còn mời thí chủ tinh tế nói đến ngạch hay là xem náo nhiệt đi lâm quý nâng trán liền tranh thủ ánh mắt chuyển hướng trên lôi đài, nhìn không chuyển mắt, mặc cho ngộ nàng như thế nào thúc giục hỏi thăm. Hắn cũng sẽ không tiếp tục để ý tới. Chương 156, ngươi khi đó vì sao không từ mà biệt? Một bên ngộ nàng gặp lâm quý nửa ngày không nói lời nào, hắn có chút nóng nảy, truy vấn, thí chủ tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ lại thí chủ cũng cùng tiểu tăng đồng dạng chưa nhân sự khả thi chủ cũng không phải hòa thượng chẳng nhẽ ngươi ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm lâm quý bỗng nhiên quay đầu trừng ngộ nang một chút lại nói ta làm sao có thể cùng ngươi này con lừa trọc đồng dạng ngươi đến lương châu thanh dương huyện hỏi thăm một chút trong huyện minh hoa lâu ta thế nhưng là khách quen minh hoa lâu thanh lâu ô thanh lâu à cái này ta cũng không có đi qua nói tỉ mỉ một cái nói cái rắm sắc tức thì không ngươi cái tiểu con lừa trọc ít hỏi thăm những thứ này ngay tại lâm quý nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem ngộ nang phá miệng lấp kín thượng thời điểm trên lôi đài đã có nhân đi lên khiêu chiến tại hạ tương nam đoạn vân phi còn mời chung cô nương chỉ giáo minh minh ly hỏa đốt khi đoạn vân phi tiếng nói vừa dứt chung tiểu yến đã trong tay bấm niệm pháp quyết một đạo hỏa quan bỗng nhiên thoáng hiện, trong nháy mắt liền đem đoạn vân phi toàn bộ bao khỏa đi vào. a à, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. sát theo đó, liền nhìn thấy ở một bên vừa mới ngồi xuống chung kỳ luân một cái lắc mình đến đến trên lôi đại tay. bàn tay lật qua lật lại ở giữa, quanh quẩn tại đoạn vân phi quanh người ly hỏa đều bị hắn hút vào trong lòng bàn tay, nhưng chỉ chỉ là mấy hơi thở công phu, đoạn vân phi liền đã toàn thân cháy đen, trọng thương không dậy nổi nhà đầu chết tiệt kia, cũng không phải sinh tử chiến, xuống tay nặng như vậy. Chung Kỳ Luân hung hăng trợn mắt nhìn Chung Tiểu Yến một chút, lại vội vàng nhường hạ nhân đem đoạn Vân Phi dẫn đi trị liệu. Hừ, chút bản lãnh này cũng nghĩ cưới bản cô nương. Chung Tiểu Yến cái cầm hướng lên trời, không ai bị nổi. Nàng chính là muốn giết gà dọa khỉ, không xuất thủ trọng điểm, cái gì tạp mau cũng dám tới thử nhất thí, nàng cũng không có kiên nhẫn một cái tiếp một cái giao thủ. Chung Kỳ Luân cũng cầm nha đầu này không có cách, hung hăng hít hai tiếng khí về sau, lại xuống lôi đài. Nhưng là tràng diện cũng không có bởi vì Chung Tiểu Yến ra tay độc ác mà có bất kỳ làm lạnh. Chung gia tại toàn bộ Tương Châu đều xem như đại gia tộc, chính là cùng một chút tông môn thế lực so với cũng không kém bao nhiêu. Mà lại Chung Tiểu Yến lại sinh như hoa như ngọc, nhường nhân nhìn tự khó mà quên. Như vậy mỹ nhân, ai không muốn cưới? Cứ việc mỹ nhân này có điểm cay nhưng cưới nàng, đã có thế ông Mỹ nhân về, lại có thể thu hoạch được chung gia tài nguyên tu luyện, cây một điểm lại có làm sao? Đối với tại cũng không phải là con em thế gia xuất thân tu sĩ tới nói, đây là đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt. Tại đoạn Vân Phi bị đánh bại về sau, rất nhanh lại có một tên đệ tam cảnh tu sĩ nhảy lên lôi đài. Vị này so đoạn Vân Phi mạnh hơn không ít, chung tiểu yến phí hết một phen công phu về sau, mới đưa hắn khó khăn lắm đánh bại nhưng là còn không đợi chung tiểu yến buông lỏng một hơi tựu lại có nhân lên đài chờ ta nghĩ một lát lại đánh chung tiểu yến thở hồng hộc nói dưới lôi đài lâm quý cùng ngộ nang đều có chút ngoài ý muốn lúc trước còn tưởng rằng tuổi còn trẻ liền đột phá đến đệ tam cảnh tu sĩ sẽ không đi làm chung gia người ở rễ đây thế nhưng là hôm nay nhìn đến giống như đám người này hơi có chút tranh nhau chen lấn a à. nói ngộ nang lại có chút không hiểu gãi đầu người ở rễ này danh đầu lại không tốt nghe nam tử hán đại trượng phu làm sao có thể như vậy làm việc lâm quý khẽ lắc đầu là chúng ta đoán sai đám người này ranh giới cuối cùng ta cho là bọn họ đều giống như chúng ta có cốt khí thí chủ nói cực phải tiểu tăng xấu hổ tại những tu sĩ này làm bạn không sai một điểm nam tử khí tiết đều không có Đám người này đời này đoán chừng đỉnh thiên có thể tới đệ tứ cảnh cũng không tệ rồi Lâm Quý trọng trọng gật đầu Ngay tại hai người thương nghiệp lẫn nhau khoa thời điểm Trên lôi đài Trung Tiểu Yến đã lại một lần động lên tay Lúc này đi lên khiêu chiến, trả không bằng phía trước vị kia Mặc dù cũng là đệ tam cảnh, nhưng là tại Trung Tiểu Yến ly hỏa dưới Chỉ là chống đỡ vài phút, tự bị đốt thành thang đen Trung Kỳ Luân lại một lần nữa lên đài cứu người đồng thời hung hăng trừng mắt chung tiểu yến. Ngươi thu liễm một chút, ly hỏa lợi hại, cũng không phải để ngươi dạng này dùng. Hừ. Chung tiểu yến đối với mình cha ruột liếc mắt. Ngươi. Chung kỳ Luân trọng trọng phất tay áo, xuống lôi đài. Liên tục đánh bại mấy vị đệ tam cảnh tu sĩ trẻ tuổi, chung tiểu yến càng thêm khí thế cao, hơi có chút bể nghệ nhìn về phía dưới đài khán giả. Lần này, dường như rốt cục bị chung tiểu yến lăng lệ thủ đoạn chấn nhiếp rồi chờ nửa ngày cũng không thấy có nhân lên đài dưới đài chung kỳ luân sắc mặt có phần phát hắc chung tiểu yến thì dương dương đắc ý nhìn về phía mình lão cha cha chân chính có bản lãnh ai sẽ đến lên làm môn con rể a à? việc này cứ định như vậy đi nhưng nữ nhi ta ra ngoài hành tẩu giang hồ nói không chừng liền có thể đụng tới chập mắt duyên đây này vì có thế tự do chung tiểu yến cũng liều mạng đến lúc đó không chừng ta trở về thời điểm con rể cháu trai cùng một chỗ mang cho ngươi trở về, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Đồ hỗn trướng, đây là ngươi một cái cô nương gia lời nên nói sao? Chung kỳ luân khí đứng lên, giận dữ hét, lão tử nói, ngươi đừng nghĩ lại chạy. Chính là trên lôi đài đánh 20 năm, lão tử cũng chờ được. Ta cũng không tin, lần này cần phải cho ngươi nha đầu này định cái hôn phối. Hừ. Trung Tiểu Yến tức giận đến nói không ra lời, không nhìn nửa cha của mình, mà là ánh mắt mang theo nhìn gần cùng uy hiếp, quét về phía dưới đài người xem. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng ngừng. Thí chủ, Chung Tiểu Thư giống như tại nhìn ta đây. Ngộ nàng không có từ trước đến nay có phần hưng phấn. Lâm Quý không có phản ứng hắn. À không đúng, tự như là nhìn xem ngươi. Ngộ nàng cảm xúc xa sút xuống dưới. Dưới lôi đài, lâm quý bị chung tiểu yến thấy được có phần không được tự nhiên nha đầu này tám thành kìm nén hỏng trò hay nhìn không thành chúng ta đi mau nói lâm quý liền muốn lôi kéo ngộ nang rời đi thế nhưng là còn không đợi hai người quay người trên lôi đài liền truyền đến chung tiểu yến thanh âm uy lâm quý lâm quý nghĩ làm bộ không nghe thấy nói ngươi đây cái kia có tóc trắng còn chưa đi mấy bước hắn liền phát hiện người chung quanh đều nhìn về tự mình, không có cách, tự mình này tóc trắng có điểm dễ thấy. Được, chạy không thoát. Lâm Quý kiên trì nhìn về phía chung tiểu yến, không nói một lời. Người cái không có lương tâm. Ta như thế nào cái không có lương tâm? Vừa dứt lời, một đạo hỏa quan liền lấp lóe đến Lâm Quý phía trước. Minh Minh ly hỏa, đốt. Lâm Quý trong nháy mắt nhíu mày, nhấc tay nhấc bàn tay liền đem trước mặt hỏa quang đánh tan. Chung quanh còn có phổ thông bách tính, Chung Tiểu Yến, ngươi thu liễm một chút. Có ngươi tại, sợ cái gì? Chung Tiểu Yến chuyện đương nhiên nói. Còn không đợi Lâm Quý lại mở miệng, hắn bỗng nhiên thấy một cái tay rơi vào trên vai của mình. Quay đầu đi qua, phát hiện lại là Chung Kỳ luôn xuất hiện tại bên cạnh mình, còn thân mật án lấy bờ vai của mình. Vị tiểu hữu này Chung Kỳ Luân nhìn Lâm Quý ánh mắt. Tự như là nhìn thấy cái gì Trân Bảo tự. Ngươi cùng ta kia khuê nữ nhận ra. Nhận. Nhận ra. Lâm Quý bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên. Không đi lên thử một chút sao? Chung Kỳ Luân trong giọng nói mang theo vài phần hướng dẫn từng bước hương vị. Ngài gặp ta này tóc trắng, đều. Thiếu niên tóc trắng rất bình thường, cũng không có phí công bao nhiêu, ta chung gia cũng không ngại. Lâm Quý còn muốn nói tiếp, cũng cảm giác trên bả vai mình tay nặng ngàn cân. Đến tự đệ lục cảnh tu sĩ uy áp, quả nhiên không tầm thường. Trên lôi đài, Chung Tiểu Yến biến sắc, ủy khuất mặt nói ra, Lâm Quý. Ngươi khi đó vì sao không từ mà biết? Ngươi biết ta chờ ngươi chờ nhiều khổ sao? Lời vừa nói ra. Lâm Quý tự cảm nhận được vài phần lăng lệ tự như đau ánh mắt. Là Chung Tiểu Yến cha nạn ánh mắt. Chương 157, cha ta nói không sai. Ngươi nha đầu này đừng nói lung tung. Ta có có lỗi với ngươi sao? Lâm Quý vội vàng phản bác. Tiếp đó lại nhìn về phía bên cạnh Chung Kỳ Luân, miễn cưỡng ở trên mặt kéo ra nhất cái tiếu dung, giải thích nói, tiền bối, này sự không phải như ngươi nghĩ. Chung Kỳ Luân cũng không để ý những này, hắn híp mắt, ánh mắt lạnh lùng dò xét Lâm Quý một lát, cho đến đem Lâm Quý nhìn có phần tê cả da đầu về sau trên tay hắn bỗng nhiên dùng sức sát theo đó lâm quý cũng cảm giác được tự mình hai chân cách mặt đất toàn bộ nhân chiếu bay lên tiếp đó lại nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài cho đến trên lôi đài đứng vững lâm quý lúc này mới lấy lại tinh thần vội vàng quay đầu nhìn về phía chung kỳ luân tiếp đó hắn liền thấy chung kỳ luân trên mặt kia tươi cười đắc ý lội thảo mảnh thảo ngươi cứ như vậy muốn đem con gái của ngươi gả đi lớn như vậy chung gia trả sầu tìm không thấy con rể. Tự cần phải bất đắc dĩ. Lâm Quý đứng tại trên lôi đài, mấy trăm câu không giống nhau thô tục đã ngăn ở cổ họng. Nhưng là nghĩ đến dưới lôi đài còn có đến mãi không hết người xem, trong lúc nhất thời hắn cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể không thể làm gì nhìn về phía chung tiểu yến. Chung Tiểu thư Người trước đây đều là gọi ta tiểu yến. Chung tiểu yến miết miệng cau mày, con mắt đều phím hồng. Tại Lương Châu Thanh Dương huyện thời điểm, nếu không phải ngươi, ta sớm đã bị kia trư long cấp ăn vào trong bụng đi. Còn có bách quỷ dạ hành đêm hôm ấy, sau đó chúng ta đều cùng ở một gian phòng ốc. Lâm Quý, ngươi coi là thật muốn tuyệt tình như vậy. Lâm Quý rất rõ ràng cảm giác được phần gáy trở nên lạnh lẽo, đây tuyệt đối là bởi vì chung kỳ luân ánh mắt. Đang lúc hắn nghĩ giải thích lúc, hắn lại nhìn thấy chung tiểu yến răng môi khẽ nhúc nhích giúp ta quá rồi này một quan và ngươi trong lúc nhất thời lâm quý cũng không phân rõ chung tiểu yến trên mặt kia ủy khuất lớn lao đến cùng là giả vờ hay là thật thế nào giúp ngươi lâm quý nhỏ giọng hỏi ta sẽ thả thủy đánh thắng ta thắng ngươi chuyện đơn giản như vậy còn cần đến ngươi nhường lâm quý nhướng lông mày lên đơn giản vậy ngươi đi thử một chút Chung Tiểu Yến cũng nhướng lông mày lên, trên mặt ủy khuất tiêu thất sạch sẽ. Minh Minh ly hỏa, cho ta đốt hắn. Nói đánh là đánh, chỉ gặp Chung Tiểu Yến một tay bấm niệm pháp quyết, tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một đoàn viễn siêu lúc trước hỏa quan trực tiếp xuất hiện tại lâm quý quanh người. Nóng rực cảm giác đau đớn nhường lâm quý trong nháy mắt thanh tĩnh. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đùa thật. Ai bảo ngươi nói đánh thắng ta đơn giản coi như ngươi là đệ tứ cảnh, ta cũng không nhất định thất bại. Lâm Quý mặc dù không giống lúc trước mấy vị kia như thế, liền một lát đều không ngăn cản được, nhưng là này ly hỏa chung quy là có mấy phần thần dị, cho dù là hắn cũng không dám lãnh đạm. Tâm niệm vừa động, bắt cực công liền lặng lẽ vận chuyển. Hai đạo tinh thần chi lực quanh quẩn ở xung quanh người, lúc trước thiêu đốt cảm lập tức tiêu tán hơn phân nữa. Ly hỏa là lợi hại nhưng ngươi còn kém chút hỏa hầu lâm quý nhẹ nhàng nhất tiếu một cái lắc mình liền đi tới chung tiểu yến phía trước lại không dùng kiếm mà là đã lâu từ trong ngực lấy ra tự mình chiếc phiến xem như binh khí khép lại chiếc phiến thẳng đến chung tiểu yến tráng mà đi ngươi mới kém chút hỏa hầu chung tiểu yến một bên hồi đổi đồng thời lại nhanh bước lui lại vừa mới hiện lên lâm quý chiếc phiến lại là một đạo hỏa quan thoáng hiện lần này Trung Tiểu Yến dường như phát hiện ly hỏa nhất thời bán hội không làm gì được lâm quý, ngược lại khống chế hỏa diễm trên lôi đài lan tràn. Vẹn vẹn trong chốc lát, trên lôi đài cơ hồ không có chỗ đặt chân. Nhiệt độ cao rừng rực nhường chung quanh vây xem dân chúng đều khó mà tới gần, đến mức liên tiếp lui về phía sau. Lâm quý hơi nhíu khởi lông mày, nhìn xem tại hỏa diễm bên trong tới lui tự nhiên Trung Tiểu Yến, cảm nhận được vài phần khó giải quyết. Cho dù là dùng tinh thần chi lực ngăn cản, nhưng hắn linh khí tiêu hao tốc độ cũng vẫn là nhanh hơn không chỉ ba thành. Hừ, đốt không chết ngươi cũng mài chết ngươi, để ngươi xem thường bản cô nương. chung tiểu yến dương dương đắc ý nói. Chỉ là trên mặt nàng tiếu dung chỉ kéo dài một lát tự cứng đờ. Không biết đạo lúc nào thì, trên lôi đài bỗng nhiên thổi lên một trận oai phong, quyển hỏa diễm cùng nhau nghiêng đầu. Tiếp đó nàng liền thấy lâm quý vậy mà dẫm lên kia cổ oai phong đằng không mà lên, thoát ly ly hỏa phạm vi ngươi đệ ngũ cảnh rồi chung tiểu yến lên tiếng kinh hô nàng tự nghĩ tiếng cảnh đầy đủ nhanh nhưng là hơn nửa năm này thời gian cũng chỉ là nhường nàng đi tới đệ tam cảnh hậu kỳ cự ly đệ tứ cảnh còn kém lâm môn một cước không đến thập bát liền có tu vi như vậy chung tiểu yến đã đủ để kiêu ngạo nhưng mà phía sau gặp lâm quý thời điểm lâm quý cũng vừa đệ tứ cảnh tới nửa năm công phu tự đệ ngũ cảnh rồi còn không có đây công pháp đặc thù thôi lâm quý lắc đầu vừa cười nói nha đầu ngươi này ly hỏa không dùng được nhận thua đi vậy ngươi cũng không có biện pháp bắt ta chung tiểu yến nổi giận đùng đùng nói lâm quý cảm thấy im lặng Nhà đầu này cái nào đều tốt duy chỉ có mạnh miệng dùng tiền kiếp nói tới nói chính là diệt bá xong nàng đánh cái búng tay nàng đều có thế còn lại há miệng tại kia hô không phục ngành lâm quý cũng không nghĩ lại trì hoãn lúc trước cấp nha đầu này giữ lại mặt tử đâu nhưng là trước mặt mọi người kéo càng lâu càng là phiền phức tâm niệm đến đây lâm quý khóe miệng có chút cong lên dưới chân phong bỗng nhiên tiêu tán cả người hắn từ không trung rơi xuống một lần nữa rơi vào trên lôi đài tại hai chân của hắn cùng lôi đài tiếp xúc một nháy mắt hắn toàn bộ thân ảnh đều biến mất không thấy chung tiểu yến con ngươi hơi co lại ý thức được cái gì vội vàng quay đầu tiếp đó nàng liền thấy một thanh gãy lên cây quạt cự ly tráng của nàng càng ngày càng gần đông ai u chung tiểu yến ông đầu ngồi sổng ở trên mặt đất trên lôi đài ly hỏa cũng bởi vì đã mất đi khống chế mà dần dần tiêu tán tiểu nha đầu phiến tử cùng ta đấu ngươi còn kém xa lắm đây lâm quý đắc ý nhìn xem ngồi sổng trên mặt đất chung tiểu yến theo bản năng bắt đầu của trách trước đây tại thanh dương huyện lâm quý tự ưa thích của trách cái này nữ giả nam trang giả tiểu tử thế nhưng là còn không có cổ trách hai câu bên cạnh bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng tốt lâm quý bị dọa cái giật mình tiếp đó hắn liền thấy chung kỳ luân cười lớn đi đến lôi đài đi tới trước mặt mình hiền tế tục danh trước ngươi không phải đã nghe chưa chung tiểu yến như vậy lớn giọng gọi ta ngươi cũng nghe không được oán thầm một hồi lâu. Lâm Quý mới mở miệng. Tại Hạ Lâm. Lâm Quý. Kia cái gì, ta không phải. Lời còn chưa nói hết, Lâm Quý liền thấy ngồi sổng trên mặt đất chung tiểu yến che lấy trán ngẩng đầu, quăng tới uy hiếp ánh mắt. Ngươi không phải cái gì? Chung Kỳ Luân cũng cười hiếp mắt hỏi, nhưng là nụ cười trên mặt hắn thấy thế nào như thế nào không đúng. Lâm Quý nuốt ngụm nước bọt. Không có việc gì. Trung Kỳ Luân hài lòng nhẹ gật đầu, nắm lấy Lâm Quý thủ đoạn, nhìn về phía dưới lôi đài rất nhiều quần chúng vây xem. Lâm Quý chính là ta tiểu nữ nhi tương lai vị hôn phu, bởi vì Trung gia gia sự làm phiền các vị. Thật sự là xin lỗi, còn mời các vị thứ lỗi. Chung lão gia khách khí. Nói gì vậy chứ? Có chuyện vui không liếc không nhìn. Chung Kỳ Luân lại cười mị mị liên tục chắp tay tạ lỗi phía sau, mới lôi kéo Lâm Quý đi xuống lôi đài. Trung Tiểu Yến cũng khởi thân đi theo hai nam nhân đằng sau. Chúng ta đây là đi đâu? Lâm Quý không hiểu ra sao? Về nhà. Trung Kỳ Luân đương nhiên nói. Về nhà. Lâm Quý im lặng ngưng nghẹn, lại nhìn về phía Trung Tiểu Yến. Trung Tiểu Yến cũng gật đầu, trên mặt nổi lên vài phần cười xấu xa. Cha ta nói không sai, không trở về nhà đi đâu. Chương 158, Người ở rễ Lâm Quý đơn giản không thể tin vào tai của mình, nhà đầu này chuyện gì xảy ra, cái này đổi giọng rồi. Thế nhưng là ngay trước mặt Chung Kỳ Luân, hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể hung hăng trận mắt nhìn Chung Tiểu Yến hai mắt. Tiếp đó tự bị hồi trừng. Lâm Quý bất đắc dĩ, chỉ có thể bản thân an ủi không cùng nữ nhân chấp nhặt. Ba người một đường đến đến Chung Phủ, sớm đã có phía trước ở hiện trường hạ nhân trở về truyền tin tức bởi vậy chung phủ cửa chính đã có không ít nhân chờ chung kỳ luân nhìn chung buông lỏng tay ra đi tới cửa chính đứng tại phía trước nhất tên kia trung niên mỹ phụ bên cạnh phu nhân đây là lâm quý con gái chúng ta tương lai phu quân mỹ phụ kia mặt không thay đổi dò xét lâm quý một lát lại là quay người tự tiến vào đại môn vào nói nói đi chung kỳ luân liên tục gật đầu lại hướng về phía lâm quý cùng chung tiểu yến vẫy vẫy tay tiếp đó tự đi theo mỹ phụ bên cạnh lâm quý thì là bị chung tiểu yến đưa vào đến đi vào chung gia đại trạch vào cửa tường xây làm bình phong ở cổng lên là hỏa diễm phù điêu còn có một số lâm quý xem không hiểu ký hiệu lúc này đã là cuối thu thời gian nhưng là tường xây làm bình phong ở cổng về sau trong hoa viên lại nở đầy hoa hồng ngược lại là không thấy bao nhiêu lục sắc không hổ là chơi hỏa gia tộc ngay tại Lâm Quý tò mò đánh giá chung quanh thời điểm, Chung Tiểu Yến bỗng nhiên đưa tay tại hắn ngang hông bấm một cái. "Bóp ta làm cái gì?" Chờ một chút ứng phó ta nương thời điểm, ngươi biểu hiện tốt một chút, nhất định phải giúp ta vượt qua lần này nan quan." Chung Tiểu Yến hướng về phía Lâm Quý Dương lên nắm tay nhỏ. Nắm đấm kia trắng nõn đáng yêu, đối với Lâm Quý tới nói một điểm lực uy hiếp đều không có. "Tận lực đi." Lâm Quý nhún vai, tiếp lấy lại hỏi cha ngươi hình như rất sợ mẹ ngươi bộ dáng không dùng giống như hắn chính là sợ ta nương trong nhà cũng đều là ta nương định đoạt chung tiểu yến nói chuyện đương nhiên chỉ là ở bên ngoài cho ta cha giữ lại mặt tử thôi các ngươi chung gia nhường họ khác người nói tính toán lâm quý có phần khó có thể lý giải được tự chung gia này chủng đại gia tộc loại tình huống này không khỏi cũng quá quỷ gì chút trong nhà các ngươi nên có những cái kia già hơn một đời nhân vật a à. những trưởng bối này đều không có ý kiến để ngươi nương đương gia có ý kiến kia ta nương sao cha ta đều lợi hại bọn hắn đều đánh không lại ta nương chung tiểu yến nói lên lời này thời điểm con mắt đều cười công lâm quý trong lúc nhất thời lại có chút không phản bác được quả nhiên là đại gia tộc thất kính Hắn bỗng nhiên có phần hiểu thành cái gì Chung Kỳ Luân nhất định phải cấp Chung Tiểu Yến tiền vị hôn phu là có nghe nói tu vi càng cao càng khó có dòng dõi thuyết pháp này trước đây Lâm Quý trả cảm thấy có thể là nghe nhầm đồn bậy nhưng hiện tại xem ra thuyết pháp này nên là thật cha ngươi không có cân nhắc qua cưới cái tiểu thiếp sao Lâm Quý có chút hiếu kỳ mà hỏi Chung Tiểu Yến mặt không thay đổi nhìn về phía Lâm Quý lại hướng về phía đi ở phía trước Chung Phu nhân chép miệng. Lâm Quý đã hiểu, hết thảy đều không nói bên trong. Khó trách Chung Tiểu Yến sẽ ở trên lôi đài nói không ngại Chung Kỳ Luân cho nàng tìm Di Nương, mấu chốt là mẹ nàng để ý a. À. Rất nhanh, một nhóm người đi tới Chung Phủ trong phòng tiếp khách. Thận trọng ngồi xuống về sau, Lâm Quý liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói một lời. Chung Phu nhân cũng không có trực tiếp tìm Lâm Quý nói chuyện, mà là nhìn về phía Chung Tiểu Yến. Tiểu Yến, người đối với hắn hài lòng không? Chung Tiểu Yến rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Nương, Tiểu Yến lúc trước trời nhà trốn đi, đi ngang qua Thanh Dương huyện thời điểm. Chính là bị Lâm Quý cứu được một mạng, tiếp đó mới lưu tại Thanh Dương huyện đương yêu bộ. Giám thiên ti nhân. Chung Phu Nhân hơi híp mắt lại, nhìn về phía Lâm Quý. Lâm Quý chỉ có thể lúng túng cười. Chung Phu Nhân lại khoát khoát tay, không cần khẩn trương, Chung gia luôn luôn không lẫn vào những phá sự kia, cùng giám thiên ti cũng không có gì gút mắt lâm quý gật đầu chung tiểu yến thì tiếp tục nói về sau chúng ta lại cùng nhau kinh lịch không ít sự tình coi là cùng chung hoạn nạn tự nhiên mà vậy liền hổ sinh tình cảm vậy ngươi lúc trước nói hắn không từ mà biệt chung kỳ luân bỗng nhiên mở miệng tiếp đó lại nhìn về phía lâm quý chờ một lời giải thích hí đều diễn đến mức này lâm quý cũng chỉ có thể kiên trì nói ra vậy là nha đầu này bị chuyện ta lúc ấy bị điều đi lương thành đảm nhiệm tổng bộ tổng bộ nhìn đến giám thiên ti đối với ngươi rất coi trọng chung phu nhân khẽ gật đầu lại hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi quá rồi năm tựu hai mươi ba lâm quý đáp tu vi để tứ cảnh thông tuệ cảnh chung kỳ luân lại tại một bên lắc đầu không chỉ a để tứ cảnh nhưng không cách nào đơn giản đối phó ta khuê nữ ly hỏa thông tuệ cảnh đỉnh phong. Nói như vậy ngươi nhanh để ngủ cảnh rồi. Chung Tiểu Yến ở một bên mở to hai mắt nhìn. Hừ, nhìn người ta, ngươi còn không biết xấu hổ kiêu ngạo sao? Chung Phu Nhân hư chỉ vào Chung Tiểu Yến nói. Chung Tiểu Yến nói không ra lời, ở một bên nghiêng đầu không để ý tới. Chung Phu Nhân tiếp tục hỏi, phụ mẫu đâu? Bọn hắn là dân chúng bình thường, ta gia nhập giám thiên ti về sau, bị ta mang đến chỗ khác sinh sống. Vì sao? Tại giám thiên ti làm việc, không chừng ngày nào đó tự khó giữ được cái mạng nhỏ này, ít đi lui tới cũng là nghĩ bọn hắn đoàn mất tưởng niệm, để tránh ngày nào đó ta thân gặp bất trắc. Cùng trước kia ở kinh thành Lục phủ giải thích không khác nhau chút nào. Không sai, cũng thiếu phiền phức. Chung phu nhân gật gật đầu, tiếp đó vừa nhìn về phía Chung tiểu Yến. "Nhà đầu, ngươi vẫn chưa trả lời ta phía trước vấn đề, ngươi đối với hắn hài lòng không?" nếu như kết làm phu thê chính là nhất sinh không thể đổi ý ta cùng cha ngươi mặc dù hy vọng ngươi mau mau thành thân nhưng cũng không trở thành thực buộc ngươi gả cho không thích nhân nghe được lời nói này lâm quý vô ý thức nhìn về phía chung tiểu yến lại phát hiện chung tiểu yến cũng đang nhìn mình hai người bốn mắt tương đối chung tiểu yến lại rất nhanh dời ánh mắt gương mặt của nàng đỏ lên một chút tăng thêm vài phần động lòng người đẹp lâm quý trong lúc nhất thời vậy mà cũng không phân biệt ra được đến cùng là thật là giả nương hắn là ta tự mình chọn lựa ngươi không ủy khuất liền tốt chung phu nhân trên mặt rốt cục nổi lên vài phần tiếu dung lâm quý về sau ngươi liền tại chung phủ ở lại đi tại đây sau này sẽ là nhà của ngươi cái này lâm quý có chút khó khăn còn không đợi hắn mở miệng chung phu nhân lại dùng không thể nghi ngờ ngữ khí tiếp tục nói ra hôn sự không vội vã, bất quá ngươi sau này sẽ là chung gia người, không cần đổi tên, nhưng về sau nhưng phạm là văn bản lưu danh. Chỉ cần quan thượng chung gia dòng họ tại trước. Chung Lâm Thị Chung Tiểu Yến ở một bên thấp giọng cười nói. Lâm Quý nhíu mày, cùng chung phu nhân đối mặt. Chung phu nhân, xin thứ cho Lâm Mổ không thể tiếp nhận. Đây là người ở rễ quy cũ. Chung phu nhân trong giọng nói nổi lên vài phần nghiêm khắc cho dù là ta muốn cưới nàng, cũng là nàng gã tiếng ta lâm gia môn. Lâm quý quả quyết lắc đầu. Không đợi nàng lại mở miệng, lâm quý liền nói thẳng, các ngươi muốn chung tiểu yến cấp chung gia nối giỏi tông đường, ta đây có thể hiểu được, đến lúc đó chúng ta đứa bé thứ nhất họ chung là được. Cần gì phải ta thượng môn? Thế nào, lớn như vậy chung gia chứa không nổi ngươi? Chung phu nhân có chút bất mãn. Lâm quý cười khẽ hai tiếng. Lâm mổ tại giám thiên ti tự tại đã quen, hiện tại dù sao cũng là cái du tinh quan, cũng không phải là lâm mổ tự ngạo, các ngươi chung gia những này tài nguyên tu luyện lâm mổ cũng không nhìn ở trong mắt, cho nên người ở rễ sự tình, không cần nhắc lại. Chương 159, kế hoạch chạy trốn. Chung phu nhân cũng không có nổi giận, chỉ là hơi hiếp mắt lại, nói khẽ, khẩu khí rất lớn, ta nếu như không cho phép đâu kia lâm mổ quay đầu bước đi cùng lắm thì về sau nghĩ biện pháp đem tiểu yến mang đi chính là ta không tin các ngươi có thế quan nàng cả một đời lâm quý cũng coi là không thèm đến xỉa lời vừa nói ra trong sảnh bầu không khí lập tức ngưng kết không khí trầm mặc kéo dài nửa ngày chung phu nhân nhìn thật sâu lâm quý hai mắt tiếp đó không nói một lời đứng dậy rời đi trong sảnh chung kỳ luôn thấy thế liền vội vàng đuổi theo đi ngang qua lâm quý bên cạnh lúc hắn trả hạ giọng nói ra tiểu tử có dũng khí đợi đến cha mẹ sau khi đi chung tiểu yến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hai cánh tay đặt ở trên mặt xoa nhẹ nửa ngày có khẩn trương như vậy sao lâm quý nhìn thấy chung tiểu yến dáng vẻ cảm thấy có chút buồn cười làm sao có thể không khẩn trương ngươi vừa mới làm sao dám cùng ta nương đối nghịch làm ta sợ muốn chết Chung Tiểu Yến một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Nàng mặc dù không sợ cha nàng, nhưng duy chỉ có đối nàng nương vẫn còn có chút kính úy. Ta đều muốn bị sửa họ thị, cũng không thể im lìm không một tiếng đi. Chung Lâm thị cũng quá bất hợp lý. Chung Tiểu Yến lại bất mãn nói, cũng không phải thực, người giúp ta ứng phó này một quan về sau rời đi chính là. Tiếp đó các ngươi chung gia liền đem ta coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, khắp nơi truy nã ta. Lâm Quý biểu môi, này cũng cũng không trở thành, nhiều lắm là chính là về sau đừng đến tương thành chính là. Chung Tiểu Yến cũng có chút không có ý tứ. Lâm Quý bất đắc dĩ buông tay, không muốn nói những thứ này. Tiếp xuống nên làm cái gì? Vừa mới xem như đàm phán không thành đi, ta hiện tại có thể trực tiếp rời đi. Nghĩ gì thế? Đi theo ta, đã có sẵn gian phòng cho ngươi ở. Chung Tiểu Yến khởi thân mang theo lâm quý một đường tới đến Chung gia hậu trạch, hai người tại nhất chỗ thiên viện ngoại dừng bước. Tại hình tròn cổng vầm bên trong, trong tiểu viện hoa tươi khắp nơi trên đất, dường như không ai quản lý dáng vẻ, nhưng lại hết lần này tới lần khác loạn bên trong có thứ tự, hơi có chút lộn xộn mỹ cảm. giữa sân thì là nhất chỗ hai tầng lầu nhỏ. Ta tự ở này, ngươi ban đêm ở ta dưới lầu. này không hợp quy củ a. À các ngươi chung gia liền khách phòng đều không có. Lâm Quý có phần do dự. Nào có lần thứ nhất thượng môn liền hướng con gái người ta trong phòng chui. Một tòa lâu cũng nói không đi qua. Dù sao cũng phải làm dáng một chút, để cho ta cha mẹ biết ta không phải ngươi không gả. Chung Tiểu Yến trên mặt nổi lên vài phần giảo hoạt. Đã nàng đều nói như vậy, Lâm Quý cũng không có gì tốt nhăn nhó. Ta muốn ở bao lâu? Mười ngày nửa tháng đi lâu như vậy. Ừm, tiếp đó ngươi lại từ chối cái có việc phải làm tại thân lý do rời đi, dù sao ngươi là giám thiên tiên người, lý do một đống lớn. Chung Tiểu Yến hiển nhiên đã đã tính trước, có ngươi làm bia đỡ đạn, cha mẹ ta chắc chắn sẽ không lấy thêm hôn sự phiền ta, về sau ta thời gian hội tốt hơn rất nhiều, tiếp đó chờ bọn hắn buông lỏng cảnh giác về sau ta lại tìm cơ hội đi ra ngoài. Đến lúc đó ta tự tự do lạc. Kế hoạch ngược lại là đỉnh chu đáo. Lâm Quý nhìn không được cười lên. Đây là tự nhiên. Lâm Quý thực tại chung gia ở, liền ở tại các lửng lầu một thiên phòng bên trong, vừa vặn hắn cũng muốn hảo hảo tu luyện một phen. Thoáng chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Chung gia không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngoài trừ mỗi ngày hạ nhân cấp thiên viện nhiều tiễn một phần đồ ăn bên ngoài, không từng có nhân để ý tới qua Lâm Quý. Chung tiểu yến dường như đang bế quan, nhà đầu này cũng là tâm lớn lâm quý tại chung gia ở câu nệ, cũng không thể khắp nơi loạn đi dạo. Thế là chỉ có thể ban ngày tại trong tiểu viện phơi nắng nhìn một chút gác lửng trong thư phòng tạp thư, trong đêm tu luyện. Thời gian nửa tháng, tu vi của hắn đã khó mà tồn tiến vào, vùng đan điện nguyên thần lại như cũ chỉ là hình thức ban đầu. Bình cảnh Lâm quý lần thứ nhất cảm nhận được tu luyện khó khăn. Giống như hắn dự liệu như vậy, đệ ngũ cảnh quả nhiên sẽ không giống trước kia, Tu vi đủ tự nước chảy thành sông. Nguyên thần cô động, có chút phiền phức a. À. Trong phòng, Lâm Quý hơi khẽ cau mày, hắn cũng không biết phải hay có phải tà phật ấn mang đến ảnh hưởng trái chiều. Liên tục mấy ngày tu luyện không có hiệu quả, nhưng hắn cảm thấy có chút buồn bực. Hắn nguyên thần mỗi ngày đều hội ngưng thực một chút, nhưng là cự ly thành hình còn kém một chút. Mấu chốt là Lâm Quý không biết đạo nguyên thần muốn ngưng thực thành bộ dáng gì mới xem như thành hình là có nhân bộ dáng còn là ngũ quan tứ chi đều phải đầy đủ thậm chí càng thêm hà khắc đối với cái này hắn không có chút nào kinh nghiệm cũng không biết nên đi hỏi ai thôi không nghĩ những chuyện phiền lòng này lâm quý ra khỏi phòng đến đến trong tiểu viện ngoài ý muốn thấy được chung tiểu yến đang ngồi ở viện bên trong trước bàn đá ngươi xuất quan lâm quý dưới chân nhanh hai bước ngồi ở đối diện nàng lúc này chung tiểu yến mặc một thân màu vàng nhạt váy trên mặt không thi phấn trang điểm lại càng lộ vẻ thanh thuần từng không đột phá nổi để tứ cảnh có thể là tích lũy không đủ chung tiểu yến có chút đắng buồn bực lắc đầu lại hỏi trong khoảng thời gian này cha mẹ ta tìm ngươi không không có lâm quý lắc đầu nghe được câu trả lời này chung tiểu yến lại có phần phấn chấn đó chính là ngầm cho phép ngươi tranh thủ thời gian mượn cớ rời đi đi lâm quý im lặng chí cực tốt xấu trên dưới ở chung nửa tháng ngươi cứ như vậy vô tình còn không đợi chung tiểu yến mở miệng bỗng nhiên chung tiểu yến thiếp thân nha hoàng linh nhi xuất hiện tại cửa tiểu viện tiểu thư có nhân tìm lâm tiên sinh tìm ta lâm quý ngẩng người là một cô nương nói là đem đáp ứng lâm tiên sinh đồ vật mang đến linh nhi đáp nghe xong lời này lâm quý lập tức có phần phấn chấn là cảnh nhiễm tới, mau đem nhân mời tiến đến. Đợi đến Linh Nhi rời đi về sau, Lâm Quý bỗng nhiên cảm giác được bên hông nhất đau. Là chung tiểu yến tay nhỏ bóp lấy tự mình phần eo thịt mềm. Ngươi lại bóp ta làm cái gì? Ngươi nói cảnh nhiễm, là tam thánh động vị kia. Ngươi cũng nhận ra. Hừ, tương châu có mấy cái không nhận ra nàng. Nàng là này nhất đại tam thánh động tại ngoại hành tẩu thủ tịch đệ tử mặc dù chỉ là đệ tử nhưng là trong tam thánh động quyền lên tiếng không thua nhất bàn trưởng lão vừa nói chung tiểu yến trên mặt lại nổi lên bất mãn chung gia còn không có qua môn con rể tự dám đem những nữ nhân khác mang về ngươi quá không ra gì còn có hay không đem ta để vào mắt ngươi nói lời này ý tứ là muốn cùng ta đùa giả làm thật sao lâm quý cười nhạo nhất thanh chung tiểu yến lập tức trên tay dùng sức đem lâm quý ngang hông thịt mềm vặn lại vặn tiếp đó mới buông ra nghĩ đến đẹp vô cùng bản cô nương liền xem như muốn gả cũng muốn gả cho chân chính anh hùng anh hùng dạng gì trừ bạo giúp kẻ yếu hành hiệp trượng nghĩa lưu lạc thiên nhai bốn biển là nhà như thế chung tiểu yến hơi có chút ước mơ lẩm bẩm nói còn có nhưng nhất định phải phong độ nhẹ nhàng nói chuyện phong thú còn có đừng còn có thiếu nhìn loạn thất bát tao dân gian cố sự Lâm Quý không có kiên nhẫn nghe tiếp. Này nửa tháng lúc rảnh rỗi, hắn đều nhanh đem chung tiểu yến trong thư phòng thư lật khắp, đều là chút giang hồ đại hiệp loại hình cố sự. Khuôn sáo cũ chí cực. Người căn bản không hiểu. Chung tiểu yến hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Quý hai mắt. Ta không hiểu. Lâm Quý thật sự là bị nha đầu này đánh bại. Nói chuyện công phu, cảnh nhiễm đã đi vào tiểu viện. Cảnh cô nương lâm quý nhìn thấy sau liền vội vàng đứng lên đón lấy cảnh nhiễm thì có chút hăng hái đánh giá lâm quý cùng chung tiểu yến cười nói nửa tháng không thấy lâm huynh vậy mà thành chung gia rễ hiền thật là khiến người không tưởng tượng được cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế lâm quý vội vàng phủ nhận lại đơn giản giải thích hai câu cảnh nhiễm nghe vậy về sau cũng không tại nói cái đề tài này mặc kệ là người ở rễ cũng tốt bình thường con rễ cũng được Nàng đối với cái này đều không có chút nào hứng thú. Nàng tại Lâm Quý đối diện ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn Chung Tiểu Yến, mà là đem sau lưng bao phục đặt ở trên bàn đá. Thứ ngươi muốn ta đều mang đến, công pháp luyện thể cùng đan dược, hai quyển kiếm pháp, một kiện pháp bảo. Cảnh Nhiễm đem bao phục mở ra, đẩy hướng Lâm Quý. Chương 160: Tạm biệt những vật này có giá trị không nhỏ lâm huynh thật tốt sinh bảo quản lấy cảnh nhiễm đầu tiên là lấy ra một bản công pháp và một bình đan dược công pháp luyện thể chân long thể tại tam thánh động bên trong cũng là đỉnh tiêm mấy quyển công pháp luyện thể một trong là địa thánh tổ sư nhất mạch truyền thừa xuống tu luyện tới đệ tam trọng nhục thân có thể so với chân long nghe nói lời này lâm quý nhưng lại không có nhiều kích động nghe lợi hại nhưng nên có một ít hạn chế a à? không tính là hạn chế, chỉ bất quá này công pháp rất khó luyện thành, trong quá trình tu luyện cần hải lượng khí huyết bổ sung. Vô luận là khí huyết đang dược hay là thiên tài địa bảo đều có thể. Nói, cảnh nhiễm vừa chỉ chỉ đang dược. Đây là sáu viên long huyết đan, một tháng phục dụng một mai, thời gian nửa năm, nên đầy đủ ngươi luyện thành đệ nhất trọng. Lâm quý hiểu rõ, đem công pháp cùng đang dược thu lại. Cảnh nhiễm lại lấy ra hai quyển công pháp thất tinh kiếm quyết này kiếm quyết không bàn mà hợp bắt đầu thất tinh chỉ cần dẫn động tinh thần chi lực mới có thể thi triển cảnh nhiễm trên mặt rõ ràng nổi lên vài phần ý cười lâm quý có chút nhíu mày cái này kiếm pháp không phải tam thánh động a à? không sai đây là thái nhất môn kiếm pháp vừa vặn cùng lâm huynh bắt cực công tương hợp lâm quý tâm niệm vừa động tự đoán được một chút là các ngươi đem đạo đồ cùng thái nhất môn chia sẻ là, bọn hắn trả bỏ ra không ít đại giới, môn này kiếm quyết chỉ là một trong số đó thôi." Cảnh Nhiễm gật gật đầu. Tiếp đó nàng lại chỉ hướng một quyển khác kiếm pháp. "Xá thần kiếm là nhân thánh tổ sư truyền thừa, chính có một chiêu." Nghe nói như thế, Lâm Quý có chút nhíu mày, tùy ý lật ra kiếm quyết nhìn qua. "Là nguyên thần kiếm pháp." Lâm Quý lập tức nghĩ tới nửa tháng trước tại di tích bên trong. "Từ Định Thiên kia kinh thiên nhất kiếm" không sai cùng từ sư huynh một kiếm kia không sai biệt nhiều đều là dùng đến liều mạng thủ đoạn thi triển lúc lại hao hết hơn phân nửa thể lực cùng linh khí tự liền nguyên thần đều sẽ uể oải một đoạn thời gian hại người hại mình lâm quý thở một hơi dài nhẹ nhõm tóm lại là một lá bài tẩy đợi đến lâm quý đem hai quyển kiếm quyết đều thu lại về sau cảnh nhiễm mới đưa trong bao quần áo sau cùng một đôi giày đưa tới vốn là suy nghĩ nhiều cho ngươi mấy món linh khí nhưng là lâm huynh binh khí bất phàm, nội giáp cũng có chút thần dị, bởi vậy lại cho cái khác đoán chừng lâm huynh cũng không dùng được. Bởi vậy ta mới chọn lựa này đôi giày. Này giày cái gì thuyết pháp? Đạp vân hoa, sau khi mặc vào, dùng linh khí quán chú, tốc độ có thể tăng lên ba thành, để ngủ cảnh về sau ngự không, nó cũng có thể có chỗ trợ lực. Lâm quý hài lòng gật đầu. Đồ vật là đồ tốt, chính là danh tự quá tục sáu chút. Lâm Huynh muốn gọi cái gì đều được. Đợi đến Lâm Quý đem đồ vật đều thu lại về sau, cảnh nhiễm liền khởi thân chuẩn bị rời đi. Lâm Huynh, giao dịch xem như hoàn thành, nếu như ngày sau có nhàn hạ, mong rằng Lâm Huynh đến Tam Thánh Động làm khách, ta quét dọn giường chiếu đón lấy. Có cơ hội. Ta hiểu rồi. Lâm Quý ứng thừa nhất thanh. Cảnh nhiễm lại hành lễ về sau, liền bước nhanh rời đi. Đợi đến cảnh nhiễm đi xa, Trung tiểu yến nhìn thấy lâm quý vẫn còn đang đánh lượng trong tay bảo bối, lập tức hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào cùng cảnh nhiễm nhận biết. Giao dịch gì, nói cho ta nghe một chút chứ sao. Chính là nửa tháng trước tương thành ngoài di tích, ta được điểm đồ tốt bán cho nàng, chỉ đơn giản như vậy. Cái gì di tích? Ta như thế nào không biết đạo? Trung tiểu yến lập tức hứng thú. Khả năng cha mẹ ngươi sợ ngươi lại chạy ra ngoài, cho nên không cho ngươi nói đi. Lâm Quý lúc này mới nghĩ lên. Lần trước tầm bảo cũng không chung gia nhân tại. Hắn nhìn về phía chung tiểu yến, gặp nàng mặt mũi tràn đầy thất vọng, trong lòng nổi lên vài phần ác thú vị. Khi di tích hung hiểm cực kỳ, nhưng bên trong bảo vật khắp nơi trên đất. Lúc ấy chừng mấy trăm vị tu sĩ cùng một chỗ tiến nhập, tràn diện hùng vĩ vô cùng. Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Chung tiểu yến bạch lâm quý một chút, khởi thân tiến nhập gác lửng trở lại gian phòng của mình bên trong đi. Lâm Quý nhịn không được cười lên, cũng mang theo vừa tới tay đồ vật trở lại gian phòng của mình. Thoáng chớp mắt, lại là ba ngày thời gian trôi qua. Trong ba ngày này, Lâm Quý đại môn không ra nhị môn không bước, mượn ăn vào một khỏa long huyết đang khí huyết, nhìn chung đem chân long thể nhập môn. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình cứng cỏi không ít, so với phía trước nhục thân, lần này tăng lên ít nói có hai thành có thừa đây vẫn chỉ là vừa mới bước qua chân long thể đệ nhất trọng môn tường thôi. Không hổ là tam thánh động đỉnh tiêm công pháp luyện thể. Một mai long huyết đan, vẹn vẹn ba ngày thời gian, cho dù là lâm quý cũng khó có thể luyện hóa. Mặc dù không đến mức giống như cảnh nhiễm nói như vậy một tháng phục dụng nhất lần. Nhưng ít nói cũng phải cách cái 10 ngày nửa tháng mới được. Trừ cái đó ra, có lẽ là bởi vì gần đây thực lực tăng lên không ít duyên cớ, lâm quý đã loáng thoáng cảm giác được bắc cực công miêu tả viên thứ ba tinh thần a thiên su tinh thiên tuyền tinh về sau thiên cơ tinh cũng hiển hiện, hiện. lâm quý thử nghiệm lấy vận chuyển bắc cực công quả nhiên có ba đạo tinh thần chi lực xuất hiện đến nỗi thất tinh kiếm quyết khó được nhưng thật ra là bắc cực công này kiếm quyết chỉ cần mượn bắc cực công tinh thần chi lực liền có thể đơn giản thi triển ngược lại là xá thần kiếm cùng với theo di tích bên trong mang ra ngự phong thuật còn là phải đợi đến đệ ngũ cảnh về sau mới có thể tu luyện bất quá lâm quý cũng không vội vã hắn gần nhất tiến cảnh đã đầy đủ nhanh tham thì thăm đạo lý hắn vẫn hiểu kiểm tra một phen thu hoạch của mình về sau lâm quý đem đồ vật của mình đều thu thập xong liền chuẩn bị rời đi tại tương thành dừng lại hơn nửa tháng hắn cũng nên xuất phát tiến về lôi vân tự lấy hành lý rời đi các lửng về sau lâm quý có phần để ý nhìn thoáng qua lầu hai đóng chặt cửa sổ thần thức thoáng dò xét liền có thể phát hiện trong phòng có một đạo bình ổn khí tức còn tại tu luyện à lâm quý khẽ lắc đầu không định quấy rầy chung tiểu yến ngược lại lấy hành lý một đường đi tới chung gia hội khách sảnh ngươi muốn đi rồi chung kỳ luân tọa tại chủ vị có phần ngoại ý muốn nhận được chung gia nửa tháng này chiêu đãi nhưng tại hạ còn có việc phải làm tại thân không thể không rời đi một bên chung phu nhân có chút mím môi ngươi coi là thật không nguyện làm ta chung gia con rể ngươi nếu như gật đầu từ đây liền có thể tự dám thiên ti việc cần làm an tâm lưu tại chung gia tu luyện dùng thiên phú của ngươi cái khác không dám nói nhưng nhất cái để thất cảnh chung gia còn là cung nổi lâm quý vẫn lắc đầu tha thứ khó tòng mệnh chung phu nhân ánh mắt hiện lạnh lại hỏi ngươi đi lần này chúng ta nếu như đem chung tiểu yến gả cho người khác đâu lâm quý nhẹ nhàng cười cười diễn trò muốn làm nguyên bộ tổng không tốt tại lúc này hố kia nha đầu còn chưa thành thân liền dẫn nàng bỏ trốn nếu như thành thân liền giết trượng phu nàng lại mang nàng bỏ trốn thoại âm rơi xuống chung phu nhân cùng chung kỳ luân hai mặt nhìn nhau lâm quý thì cúi người hành lễ nói một tiếng sau khi cáo từ liền quay người rời đi cho đến lâm quý sau khi đi xa, chung phu nhân trên mặt băng lạnh bỗng nhiên tan rã. Phốc. Ngược lại là cùng ngươi năm đó hỗn trướng bộ dáng giống nhau đến mấy phần. Phu nhân, tiểu tử này còn là thích ăn đòn, dám cùng ngươi mạnh miệng. Chung kỳ luôn lấy lòng mà cười cười. Kết quả lại ngược lại bị chung phu nhân liếc một cái. Ít tại này nịnh nọt, Phương Vân Sơn hồi âm hôm qua đã đến, nói tiểu tử này phẩm tính không sai, khuê nữ gả cho hắn nên không hội thụ ủy khuất. Nói đến đây, chung phu nhân lại thuận miệng hỏi, tiểu yến kia nha đầu còn đang bế quan. Lâm quý này đều muốn đi, nàng cũng không ra đưa tiễn. Kia nha đầu chính là như thế, ta buổi sáng mới đi nàng ngoài viện dạo qua một vòng. Trả thành thành thật thật trong phòng đợi đây, đoán chừng lần này là nghĩ nhất cổ tác khí đột phá đệ tứ cảnh. Chung kỳ luôn nói, nên là bị lâm quý kích thích, đây là chuyện tốt, Nhà đầu này nhìn chung không chạy loạn. Chung phu nhân nở nụ cười. Ai nói không phải đâu.